Một người thật sự vững chãi, giúp được người dân mà còn cứu cả mạng sống của con nữa. Nhưng sao chàng ấy lại sống một mình trên núi chứ? Xin kính chào Hùng Dương. Thần là sứ giả của Đại Quốc, xin được kính chúc Hùng Dương thọ tỷ Nam Sơn. Kính chúc cho bang giao giữa hai nước chúng ta càng thêm khăng khít. Sứ giả miệng lễ. Chẳng hay ngay từ xa quả tốc đến đây là vì sự việc cấp bách gì khiến chúng tôi không kịp đón tiếp chu đáo hơn? Bẩm Hùng Dương, quả là tôi có hơi đường đột, nhưng vì tin vui không thể chậm trễ nên tôi dâng lệnh đi ngay. Tin vui à? Là tin gì vậy? Vua Tây Âu của chúng tôi văn võ song toàn, vốn đã nghe danh công chúa là cốt tiên, nhan sắc phi phàm, nên muốn xin cưới công chúa để kết tình thông gia. Chẳng phải vua Tây Âu đã có hoàng hậu rồi sao? Xin ngài gửi lời cảm tạ của ta đến vua của Đại Quốc. Nhưng ta đã già, là chỉ có một mụn con gái này. Nếu gả nó đi đến Đại Quốc của ngài, ta sẽ khó có cơ hội gặp lại nó. Nghĩa là ngài không đồng ý? Thưa Hùng Dương, ngài phải suy nghĩ thật kỹ. Nếu từ chối, ta e sẽ không hay cho hòa bình của cả đôi bên. Ta đã quyết, có lẽ ngài đi đường đã mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Ta không cần nghỉ ngơi, đây là một sự sỉ nhục với đất nước ta. Ta sẽ gửi tặng cho vua nước ngài một số món quà quý giá. Coi như không uổng ngài đã lặn lội đường xa đến đây, ngài có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Được, được. Vua ta cũng đã dặn, nếu vậy thì từ nay lễ vật cống nạp sẽ tăng lên gấp 3 nếu ngài từ chối mối lương duyên này. Gấp 3? Thật quá đáng. Ta nghĩ là mình đã yêu công chúa. Nàng không những có một nhan sắc phi phàm mà còn có một trái tim nhân hậu, luôn gần gũi giúp đỡ mọi người. Thật là một công chúa hiếm có. Nàng mạnh mẽ đối đầu với Thủy Tinh, nhưng lại dịu dàng với ta. Ta muốn hát một bài. Ôi, Mị Nương. Mị Nương ơi, nàng là hoa tỏa hương thơm đẹp nhất đời. Tình sơn thần lúc nào cũng làm kỳ đà cản mũi ta. Chủ nhân ơi, ngài phải kiên trì. Đúng, ta phải tìm cách cưới được nàng thật rinh ràng. Thần được biết, vua Tây Âu rất già nua và xấu xí. Hơn nữa, ông ta cũng đã có hoàng hậu rồi. Hỏi cưới công chúa là lẽ gì? Nên trẫm mới từ chối thẳng mặt như vậy. Việc ấy chẳng khác gì đưa công chúa đi làm con tin nơi Đại Quốc. Nhưng việc chúng ta đối đầu trực tiếp với Đại Quốc, quả là mạo hiểm thưa bệ hạ. Đúng vậy, vì bọn họ sẽ triển khai quân ngay khi tên sứ giả về nước báo tin ta từ hôn. Nên chúng ta phải có đối sách ngay. Bẩm bệ hạ, theo thần thì chúng ta phải mau chóng cầu thân với một nước khác. Ở nước láng giềng có chàng hoàng tử Khôi Ngô, ta nghĩ kết thông gia sẽ vẹn đôi bề, vừa cho con gái ta tìm được nơi xứng đáng, vừa khiến Đại Quốc muốn động binh cũng phải dè chừng. Thưa cha, như vậy cũng là gả bán con rồi. Thế thì khác gì việc gả đi Đại Quốc? Con gái, việc cầu thân có lợi cho nước nhà, chẳng phải con luôn lo cho sự an nguy của bá tánh hay sao? Nếu ta không liên minh thì sớm muộn cũng không cản nổi họ thôn tính chúng ta khi ta suy yếu. Cha, nhưng con không thể lấy một người xa lạ. Con ơi, cha đã già yếu, một mình con không thể gánh vác cả quốc gia này. Trước sau con cũng phải lấy chồng, thì hãy lấy một hoàng tử xứng đáng. Nhưng con không phục. Hãy cho con lấy một người tài giỏi trong nước, một tướng giỏi,
sẽ giúp dân chúng ấm no, lãnh đạo binh lính bảo vệ hòa bình. Mì nương, con... Mời vua rạ mình. Chủ nhân chẳng quá phép ta là thẳng cung điện cho rồi. Ở giữa rừng vậy, lấy đâu ra tin tức của nội cung mà bẩm báo chứ? Ngươi có nghe thấy gì không? Hình như là tiếng của công chúa. Con ngựa của công chúa đây mà. Chắc là công chúa gặp nạn rồi. Mau chạy đến phía đó của công chúa. Con gái, đừng sợ, đừng sợ. Vua cha đi theo con làm gì? Con muốn được ở một mình. Trẫm chỉ có mình con, đến chiều con quá đến hư mất rồi. Cha cứ để mặc con. Tay bị trầy, còn chân bị trật nữa. Con là lá ngọc cành vàng, con đau làm cha cũng xót lắm, con có biết không? Con xin lỗi, đã làm vua cha lo lắng. Con đã suy nghĩ về những lời của cha và Lạc Hầu đã nói. Con chấp nhận trách nhiệm của một công chúa. Xin cha mở hội kén rể, cho con được chọn người xứng đáng. Được, đúng là chỉ có con gái ta mới nghĩ được như vậy. Ta ra lệnh loan tin này đi khắp nơi, bất kể là đồng bằng hay vùng biển, trong nước hay ngoài nước, đều có thể tham gia kén rể, trình diễn tài năng. Người giỏi nhất sẽ được công chúa chọn làm chồng. Chủ nhân, có tình nông hội. Tình gì? Nói nhanh lên. Vua Hùng vừa loan tình kén rễ khắp đồng bằng, miền núi, biển sâu, là nơi đây đều có thể đến thi thố tài năng để nhà vua kén phò mã. Nhà vua kén rễ thì càng chi đến ta. Ủa, cái gì? Vua Hùng là cha đẻ của người con gái trong mộng Mị Nương phải không? Dạ, công chúa Mị Nương là con gái vua Hùng đó. Ta phải luyện tập võ nghệ và thần thông để tỷ thí, ta nhất định cưới được nàng. Vâng, thưa chủ nhân, nhưng ngài cũng đừng quên sẽ có sơn thần cùng tham dự. Sợ hắn, hắn có gì hơn ta? Chỉ toàn là đá núi. Ta nhất định thắng, không để cho tên thần núi đó thỏa ý đâu. Tâu bệ hạ, có một loại người kỳ lạ đến xin cầu hôn. Bái kiến Hùng Dương, đến từ rừng già phương Nam huyền bí, thần của thảo mộc và muôn thú. Tôi là Sơn Thần Sơn Tinh, xin được ra mắt nhà vua và dâng một chút lễ vật xin phép cầu hôn con gái của ngài. Miễn lễ, ngài là Sơn Thần à? Dạ, đúng vậy. Thì ra, ngài chính là tráng sĩ, đã hai lần cứu ta thoát nạn ở làng chài ven biển. Thủy thần xin bái kiến Hùng Dương và công chúa Mị Nương xinh đẹp. Ta cai quản biển khơi, đem đến cho dân ngài những sản vật biển. Ta đến đây để tỷ thí cầu hôn công chúa Mị Nương. Thưa Sơn Thần và Thủy Thần, thật là vinh dự cho ta và đất nước của ta khi được cả hai chúa tể của rừng thẳm và biển sâu đến hỏi cưới con gái ta làm vợ. Ta thật bối rối. Ngài không cần phân vân, của cải trù phú của ta ngài đã thấy. Hãy xem ta thi triển tài năng phép thuật đi.
Mọi người đừng sợ. Sơn Tinh, ta đang thi triển phép thuật trổ tài cho công chúa thấy. Ai cho ngươi xen vào? Vĩ thần, Sơn thần, ta đã thấy đủ phép thuật rồi. Xin dừng tay để ta có sự phán quyết. Hai người quả thực đều rất tài giỏi, nhưng ta chỉ có một người con gái. Hãy cho ta một canh giờ để bàn bạc với các quan, cho các vị một câu trả lời thích đáng. Thưa bệ hạ, hay là chúng ta cho công chúa bịt mắt bốc thăm? Ta không đồng ý. Hạnh phúc cả đời của ta không thể dựa vào may rủi được. Thưa bệ hạ, hay là chúng ta cho công chúa tung tú cầu, ai bắt được thì sẽ... Nếu vậy chúng ta nên làm từ đầu, cần gì phải cho họ thi thố tài năng nữa chứ. Ta nghĩ như vậy. Cưới, đằng nào con gái ta cũng phải chọn một chàng rể, vậy thì phải có sính lễ cho nhà gái. Ta quyết định bọn họ sẽ đem sính lễ đến xin trước dâu, ai mang sính lễ đến trước thì lấy được con gái ta. Thưa cha, con muốn đề nghị phải đưa ra điều kiện lễ vật. Dù sao con cũng là công chúa của một nước, không thể để họ muốn đem cái gì đến để lấy con cũng được. Con nói cũng phải. Vậy con muốn lễ vật là gì? Thưa cha, con đã nghĩ ra những lễ vật để thử thách họ. Con sẽ kết hôn với sính lễ là 100 giảm cơm nếp, 200 tịch bánh chưng, voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao là lễ vật ta thử thách hai vị thần. Sáng ngày mai, ai đem đủ sính lễ đến trước thì sẽ được rước dâu về. Ý ta đã quyết, hai người thấy thế nào? Tôi đồng ý thưa Hùng Dương. Còn Thủy thần, người thấy sao? Chẳng lẽ thần biển cả tối thượng lại không đủ quyền phép tìm ra những lễ vật đó hay sao? Được, ta đồng ý. Xin được hẹn ngài ngày mai. Xin được hẹn ngài ngày mai. Ôi chín ngà, gà chín cửa, ngựa chín hồng mao, đúng là thiên vị. Những thứ đó đều sống ở trên cạn, trong địa bàn của Sơn Tinh. Rõ ràng là muốn làm ta bẻ mặt mà. Chủ nhân ơi, đừng cứ giận mà. Ngài thần thông quảng đại, ngài sẽ tìm thấy bất cứ lễ vật nào. Chúng ta đâu phải đã hết cách. Nhưng mà tên Sơn Tinh sẽ tìm thấy trước ta. Trong chuyện lễ vật này nhất định có sự thiên vị của công chúa. Nếu họ đã thiên vị nhau vì tình riêng như vậy, thì sao chúng ta không làm gì đó để chắc chắn Sơn Tinh thua cuộc? Phải rồi, ta không nghĩ ra. Vậy ngươi hãy lo liệu chuyện đó, còn ta thì lo sính lễ cho ngày mai. Tuân lệnh chủ nhân. Ta đã quá chủ quan, không đề phòng bọn tùy tùng của Thủy Tinh chơi xấu. Nếu giờ làm lại thì không kịp đủ số lượng lễ vật, nồi niêu cũng đã thủng hết rồi. Ta phải làm sao đây? Các người chậm chạp quá, mau chân lẹ tay lên. Muốn ta thua tên người rừng Sơn Tinh đó chứ gì? Chủ nhân, xin hãy bớt giận. Thần đã làm tròn nhiệm vụ. Sơn Tinh ít nhất phải mất một ngày mới có thể hoàn tất thử thách này. Phần thắng về tay ngài là chắc rồi. Được lắm,
Được lắm, người đúng là trợ thủ đắc lực của ta. Mau giúp ta chuẩn bị lễ vật kẻo không kịp. Dĩ, con lại lét ông nội chạy đi đâu đây? Con muốn hái hoa quỳnh làm trà cho ông nội. Con còn nhỏ, giờ này phải đi ngủ sớm, không nên lang thang bên ngoài lúc khuya. Con có nghe chưa? Đa tạ sơn thần lại cứu cháu tôi. Vào lúc này không phải ngài đang chuẩn bị lễ vật sao? Tôi đã chuẩn bị, nhưng đang làm thì bị nhóm tùy tùng của Thủy Tinh chơi xấu. Xin Lạc Hầu và người dân trong vùng giúp đỡ cho tôi. Dân làng xin hãy thứ lỗi vì đã gọi mọi người vào lúc đêm khuya thế này, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Thôi, xin sơn thần cho chúng tôi ngủ sớm, mai còn làm việc. Mọi người hãy nghe tôi, tuy đây là cuộc so tài giữa hai vị thần, nhưng thủy thần đã chơi xấu sơn thần. Liệu khi công chúa lấy một người như vậy, sau này người ấy sẽ là vua của đất này? Một vị vua dối trá như vậy, liệu mọi người có thể còn được sống ấm no hay không? Đúng rồi. Từ trước đến nay, sơn thần đều lo lắng giúp đỡ cho mọi người. Nếu chúng ta góp mỗi người một tay để giúp sơn thần trở thành trẻ hiền của vua Hùng, thành đồng minh đắc lực cho nước ta, chẳng phải chúng ta sẽ được hưởng thái bình lâu hơn à? Con sẽ giúp sơn thần vì sơn thần đã cứu con. Thưa ngài Lạc Hầu, lời của người nói rất chí lý. Không lẽ người lớn chúng tôi lại không hiểu chuyện bằng một đứa bé con sao? Chúng tôi xin trợ giúp sơn thần. Giúp đỡ sơn thần. Cảm ơn Lạc Hầu. Giờ ta phải đích thân đi thượng tiên giới để tìm trôi gà và ngựa quý kẻo không kịp. Công chúa ơi, người làm ơn ngồi yên đi. Tóc cô dâu theo đúng nghi lễ phải mất 2 canh giờ để hoàn thành đó. Nếu người cứ nhúc nhích như vậy thì khi tân lang đến cũng chưa xong đâu. Nhưng mà con lo lắng quá nhũ mẫu ơi. Cô dâu, đặc biệt là công chúa cô dâu, thì phải thật uy nghi và điềm đạm. Sao người có thể mất bình tĩnh như vậy được? Nhưng con lo lắm. Tân lang đã đến. Công chúa ơi, không được, cái đầu búa kiểu truyền thống công phu của ta chết rồi, mau nhanh lên đi nhũ mẫu ơi. Cho con xin lỗi. Người nhanh tay lên. Tạ ơn trời đất và tổ tiên bao đời đã phù hộ sông núi đất nước này, nay ban cho mỹ nương một người chồng tốt và cho quốc gia một láng giềng thân thiện, một người bảo hộ vững chắc. Thưa Hùng Dương, hãy nói cho ta biết chuyện này là thế nào. Thưa Thủy Thần tôn kính, ngài thấy đó, sơn thần đã đến trước ngài với đầy đủ lễ vật, nên vua của tôi phải giữ lời
gả công chúa cho ngài ấy. Các người rõ ràng là muốn sỉ nhục ta. Hôn này không trả, ta không còn là thủy tinh nữa. Thủy tinh, ngươi thua rồi mà muốn làm gì nữa? Nếu muốn đánh thì hai ta cùng đánh, đừng làm hại tới chân này. Nhấn chìm tất cả. Thưa cha, cha mau đưa dân làng lên núi lánh nạn, rồi cho dàn trận chuẩn bị nghênh chiến với thủy tinh. Con phải đuổi theo hắn này. Nàng đừng lo, ta sẽ không sao đâu. Nàng hãy đưa mọi người lên núi để tránh bão đi. Ê, Sơn thần đã nói vậy, chúng ta mau đi thưa công chúa. Mị nương, con mau di tản bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ em lên núi đánh phủ an toàn. Còn các lạc hồn lạc hướng, máu cùng ta đắp đê, gian trận chuẩn bị nghênh chiến với quân của thủy tinh. Mau lên, người già, phụ nữ và trẻ em, mau lên núi lánh nạn. Thấy nước dâng cao, thủy tinh lại mưu mô xảo quyệt. Cha và mọi người hãy cẩn thận. Mau đem bọn cát qua đây. Bên kia hãy lập dàn tre chặn các cửa sông suối. Hãy sẵn sàng, thủy quân sắp tới nơi rồi. Nhấn chìm chúng xuống đáy biển cho ta. Giữ vững đội hình. Tấn công! Kiệt sức rồi. Thủy tinh, ngươi đừng cố chấp nữa. Hãy nhìn vào tổn thất của thủy tộc nhà ngươi đi. Ngươi đánh được chúng ta thì quân của ngươi cũng chẳng còn được toàn vẹn nữa. Thưa chủ nhân, thần bị thương không biến hình nổi nữa rồi. Quân ta thì bị chặn đánh, mắc cạn ở cửa sông, sắp nghẹt thở rồi. Chủ nhân ơi, tình Sơn tin được lắm. Hôm nay ta sẽ rút binh để bảo toàn lực lượng. Nhưng ngươi hãy nhớ đấy, ta sẽ còn quay lại rửa thù này. Thấy chàng bình an, thiếp mừng lắm. Con rể của ta, mai là nhờ có con. Nhờ có Sơn thần bảo vệ, chúng ta đã vượt qua được thiên tai lần này. Mọi người hãy cùng cảm ơn Sơn thần và chúc cho Sơn thần và công chúa được hạnh phúc trăm năm. Tạ ơn chúa cha. Tạ ơn Sơn thần và công chúa vạn quê, trăm năm hạnh phúc. Sơn Tinh không những chỉ dạy cho người dân cách đối phó với nước lụt của thủy tinh,
mà còn phù hộ cho con người thoát khỏi những lần quay lại trả thù hàng năm của Thủy Tinh. Truyền thuyết Sơn Tinh, Thủy Tinh thể hiện mong ước của người xưa về mưa thuận gió hòa. Sơn Tinh thắng Thủy Tinh thể hiện sự khát khao của con người có thể chiến thắng thiên tai mưa lũ. Quỷ xanh phá đám hoài, hôm nay biết tay tôi. Trời ơi, nghe tôi nói, có con người đang đi tới kìa. Ê, xưa giờ làm gì có con người nào dám vào tận trong rừng như thế này. Ông nói xạo có đúng không? Shhh, im lặng nào. Tôi ngửi có mùi con người. Đó, tôi đã nói là có con người rồi. Rõ ràng ở trên ngọn cây tôi nhìn thấy. Ê, nói khẽ thôi. Hai ông có muốn thoát khỏi khu rừng này không? Cứ làm theo lời tôi. Hôm nay mình đốn được nhiều củi, chắc cũng đủ lộ phí lên kinh dự thi rồi. Lạ thật, sao đi mãi không thấy lối ra vậy ta? Chẳng lẽ mình bị lạc rồi? Con người kia, đứng lại. Hả? Ta biểu người đứng lại. Ai? Ai đó? Ngươi là thứ gì? Ta chính là thần rừng. Ai cho ngươi vào đốn củi ở lãnh thổ của ta? Ngươi là thần rừng? Dạ, xin thần rừng hãy thứ tội. Tôi là học trò nghèo tên Sáo Long, để có tiền lên kinh ứng thí nên đành phải vào rừng đốn củi. Dạ, mong thần rừng hãy bỏ qua cho. Ngươi đốn nhiều cây của ta như vậy, vậy thì ngươi phải làm giúp ta một việc, ta sẽ tha cho ngươi. Dạ, tôi xin nghe. Việc gì miễn không hại người hại vật thì học trò xin nghe theo. Hoàng lắm, ngươi đi theo ta. Ngươi hãy hái 3 chiếc lá kia xuống, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Hả? Đây là loại cây gì mà có 3 lá 3 màu khác nhau thế này? Sao học trò chưa từng thấy qua? Hiểu cái gì thì làm lấy, nhanh lên đi. Thần rừng, giọng nói của ông... Ta hơi khàn giọng thôi. Cây gì thì ta không nói được. Ngươi cứ hái 3 chiếc lá trên cây xuống, ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Chuyện này là sao? Thần rừng, ông... Thần rừng nào ở đây? Tụi tao là quỷ, bị lão thần rừng nhốt ở khu rừng này cả 100 năm rồi. Cũng may mà có ngươi vừa giải thoát cho bọn ta. Các ngươi, trời ơi, ta vừa làm gì thế này? Quỷ đỏ, quỷ đen, bây giờ tụi mình xử lý con người này sao đây? Thôi, bắt về làm nô lệ cho chúng ta. Không, cứu mạng, bỏ người ta có quỷ. Tại sao loài người cứ thấy mặt chúng ta là bỏ chạy hết vậy? Kỳ lạ ghê. Đốc vừa thôi, vì chúng ta là quỷ chứ sao. Sao ông cứ cốc đầu tôi miết, hèn chi tôi cao không nổi luôn á. Hai ông mà cãi nhau nữa là anh ta bỏ chạy mất bây giờ. Đuổi theo, chạy đâu cho thoát. Các người đừng lại đây. Chết rồi, lão thần rừng lại tới rồi. Tôi không muốn bị nhốt trong rừng như trước đâu. Lũ quỷ kia, các ngươi bị ta nhốt cả 100 năm nay mà vẫn chưa ăn năn hối cải. Hôm nay ta sẽ không nương tay đâu. Lão thần rừng xuất hiện đúng lúc lắm. Tôi cũng đang muốn tìm ông tính sổ đây. Quỷ đỏ, chúng ta chưa hồi phục công lực, hãy chạy trốn thì hơn. Quỷ, có quỷ. Ê, bị thương nặng quá. Có quỷ. Ông là... Ta chính là thần rừng. Ông là thần rừng thật sao? Khi nãy con rơi xuống núi,
có phải là ông đã cứu con không? Dạ, tạ ơn cứu mạng của thần rừng. Không có ông cứu giúp, chắc là con đã bỏ mạng rồi. Nhưng vì sao con lại lạc trong rừng thế này? Dạ, con là học trò nghèo, miệt mài đèn sách đã nhiều năm. Vì muốn có lộ phí lên kinh dự thi, con đành vào rừng đốn củi kiếm chút tiền. Không ngờ lạc vào rừng sâu, ai ngờ bị bọn quỷ lừa. Chúng đóng giả là thần rừng, rồi kêu con hái những chiếc lá ở trên cây xuống. Thảo nào, ta được bày xẻ báo tin lũ quỷ được một người phàm giải thoát. Ta lập tức đến ngay, nhưng vẫn không kịp. Nếu không mau chóng tiêu diệt chúng, e rằng chúng sẽ gây hại cho nhân gian. Dạ, là lỗi của con. Con xin lỗi ông, tại con... Thôi, chuyện đã lỡ rồi. Dạ, nhưng mà làm sao mới diệt được lũ quỷ ạ? Khó đó. 100 năm trước, ta đã tiêu tốn gần hết công lực mới có thể nhốt lũ quỷ vào trong những chiếc lá thần. Lần này, chắc phải nhờ hết vào con. Dù khó, nhưng con phải cố gắng. Có thành công hay không, còn tùy vào sự ưu trí và lòng dũng cảm của con. Con làm sao có thể được? Con chỉ là cậu học trò, con không có võ công. Ông là thần rừng mà còn phải dùng hết công lực thì mới nhốt được bọn chúng kia mà. Ta là thần rừng, nếu càng đi xa khỏi khu rừng, phép thuật của ta sẽ càng suy yếu. Và lại, lũ quỷ gặp ta ắt sẽ có sự đề phòng. Nhưng với con, chắc chắn chúng sẽ lơ là cảnh giác, cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn. Con yên tâm, con đã hấp thụ nhân sâm ngàn năm nên sẽ mau chóng có sức khỏe phi thường. Đây là ngọn đuốc thần, chỉ cần đưa ngọn đuốc lại gần bọn quỷ, chúng sẽ lộ nguyên hình. Con hãy giữ gìn cẩn thận. Còn đây là con mực thần khuyển của ta, từ nay sẽ đồng hành với con để tìm ra tung tích của bọn quỷ, đồng thời sẽ truyền dạy lại võ công cho con. Con chó này mà có thể dạy võ cho con sao ông? Đúng vậy, nói trước là tôi nghiêm khắc lắm đó. Ngươi biết nói à? Đây là vị tướng tài trong khu rừng của ta đó. Con sẽ học được nhiều từ chỗ ấy. Mực, ngươi không được bắt nạt sao lông nghe chưa? Dạ. Ta có việc phải đi. Sao lông, mực, hai con phải gắng sức tìm ra lũ quỷ và tiêu diệt chúng. Lũ quỷ này rất ranh mãnh, nhớ phải hết sức thận trọng. Trời ơi, tôi đói bụng quá, chạy cả buổi rồi. Chúng ta phải ra khỏi khu rừng này, lỡ lão thần rừng đuổi kịp thì tôi hết cả lũ. Đợi tôi khôi phục lại công lực, nhất định phải trả đủ thù xưa. Thù gì thì cũng phải no cái bụng trước đã. Có mùi đồ ăn thơm quá, thơm quá. Ở đây đông người lắm, đừng có manh động. Anh hai, anh biết tin gì chưa? Cả làng mình đang xôn xao kia kìa. Chuyện gì vậy cậu? Ông Năm trưởng thôn mới xây một ngôi nhà cho con gái nên ra thông báo. Ai có vật lạ quý hiếm gì để trang trí nhà mới thì mang đến. Chỉ cần tiểu thư tiểu Mỹ thích thì sẽ mua lại với giá cao. Hay quá, nhà ông Năm nổi tiếng giàu có và hào phóng nhất vùng này. Chúng ta thử nghĩ xem, nên tìm vật gì? À, hay là mình tặng quà đi anh hai. Con gái thường rất là thích quà. Hay đó. Vậy để anh làm cho xong việc ngoài đồng, rồi mình cùng vào bìa rừng tìm quà xem sao. Quà trong đó chắc sẽ đẹp và lạ hơn. Đồ ăn của mình đâu rồi? Quái lạ. Nhà giàu. Lúc nãy hai ông có nghe hai người kia nói chuyện không? Nhà ông Năm nào đó giàu có lắm, đang tìm vật lạ để tặng cho con gái. Chúng ta hãy tìm cách đột nhập vào nhà đó đi. Chúng ta không vào được, nhưng có thể mượn bàn tay của con người mà. Vậy giờ mình đi đâu để tìm một bàn tay con người? Ngu nè. Ây, cái đó
đầu hoài, quỷ cũng biết đau nha. Úm là sức mạnh của quỷ hội tụ. Biến hình. Ý, anh hai, nhìn coi em tìm được cái gì nè. Bông hoa này vừa lạ vừa đẹp, chắc chắn là tiểu thư Tiểu Mỹ sẽ thích. À, nè, cậu chó ơi. Ai cho anh gọi tôi là chó? Tôi tên là Mực. Thì rõ ràng cậu là loài chó mà. À, Mực, cậu Mực, tôi chỉ muốn hỏi là khi nào cậu sẽ dạy võ cho tôi? Ngay bây giờ. Cậu muốn đánh cũng phải báo trước để tôi chuẩn bị chứ. Vậy khi lũ quỷ đánh anh cũng phải báo trước hả? Người học võ phải có phản xạ nhanh, tinh thần cảnh giác cao, vì tụ quỷ có thể ra tay bất cứ lúc nào. Nhưng tôi chưa biết gì, cậu nhẹ nhàng chút có được không? Không được, nhẹ nhàng thì chừng nào anh mới tiến bộ. Võ thuật phải thực chiến. Quá tam ba bận, không ai ngã ba lần bởi cùng một chiêu đâu nghe. Ui da, trời ơi, cái lưng của tôi. Rồi, tôi phục cậu rồi đó, được chưa? Cơ thể anh đã có nhân sâm ngàn năm gia tăng sức mạnh, nên sẽ dễ dàng học các chiêu thức võ thuật. Anh nhìn cho kỹ. Sắp về tới nhà rồi nè. Nữa hả? Cậu chịu thua chưa? Đây là bài học cuối cùng, không được mềm yếu với kẻ thù, đặc biệt là không được tin lời lũ quỷ xảo trá kia. Tôi nhớ rồi, cảm ơn cậu nhiều. Đêm nay chúng ta cứ nghỉ ngơi cho lại sức, sáng sớm mai sẽ bắt đầu truy tìm lũ quỷ. Nhưng có chuyện này. Chuyện gì? Chẳng lẽ anh sợ à? À, không phải. Ý tôi là, tôi đang nghĩ nếu dân làng mà thấy cậu biết đi đứng và nói chuyện như vậy á, thì e là không hay lắm. Thế này được chưa? Được rồi. Và không được nói tiếng người nữa. Ngoan, mình đi về nhà thôi. Sao Long, tôi ngửi thấy mùi của lũ quỷ. Thật hả? Chúng đang ở đâu? Ê, đợi tôi với. Thưa bà con, cảm ơn bà con đã đến đông đủ. Như tôi đã thông báo, bất cứ ai có hoa thơm cỏ lạ hay vật gì quý báu, chỉ cần con gái Tiểu Mỹ của tôi thích thì tôi sẽ mua lại với giá cao. Đây là tấm vải được dệt bằng tơ tằm, vô cùng sang trọng và quý hiếm. Trời ơi, tơ tằm đẹp quá ha. Đã thiệt. Cảm ơn bà, tấm vải nhìn rất đẹp. Nhưng tiếc là Tiểu Mỹ nhà tôi đã có nhiều rồi nên nó không thích. Đây là áo khoác làm từ da hổ mà tôi đã trình 3 ngày 3 đêm mới săn được, vô cùng quý hiếm. Tôi rất tiếc. Cậu có chắc là lũ quỷ ở đây không? Nếu đúng thì cậu gật đầu sủa 3 tiếng ra hiểu cho tôi. Cậu đừng có nói chuyện, kẻo dân làng lại hoảng sợ đó.
còn ai có vật quý gì nữa không? Con gái tôi chưa ưng được món nào cả. Thưa ông Năm, tiểu thư, hai anh em chúng tôi có một bông hoa quý ba cánh với màu xanh, đỏ, đen, là loài hoa độc nhất vô nhị. Hoa gì mà lạ quá, tôi sống từng tuổi này rồi mà chưa bao giờ thấy đó nghe. Đúng là loài hoa quý hiếm khó tìm. Hoa này nhìn đẹp quá, con sẽ trồng nó ở vườn nhà mình. Con gái ta rất thích bông hoa này, ta sẽ đổi lấy túi vàng cho hai cậu. Cảm ơn ông Năm. Ý của cậu bông hoa này là... Tin chó sủa ở đâu vậy? Dạ là chó của con hả? Con gái ta không thích con chó này, cậu đem về đi. Dạ con đến đây không phải là để tặng con chó này cho ông đâu. Ý con là bông hoa này rất nguy hiểm, ông Năm và tiểu thư hãy dứt bỏ bông hoa này đi. Cậu nói gì? Lần đầu tiên tôi nghe nói hoa mà lại nguy hiểm đó. Dạ xin hãy tin con, bông hoa này là do quỷ hóa thành đó ạ. À? Cậu càng nói càng khó tin. Chắc là do cậu không được chọn món đồ nào nên không được vui, rồi muốn tôi bỏ đi bông hoa này có đúng không? Thôi, con gái tôi đã chọn được món đồ ưng ý, xin mọi người hãy về cho. Tụ nó đi đi. Cậu mang con chó của cậu về đi, làm con gái của tôi kinh sợ đó. Vẹt cưng, em thấy bông hoa của chị có đẹp không này? Hoa đẹp thế này mà sao hôi quá. Cuối cùng thì mình vào được nhà của con người rồi. Quỷ xanh, ông làm cái gì vậy? Thì tôi ngửi thử coi mình có hôi gì không, mà cô gái kia chê chúng ta hôi. Ngốc vừa thấu, cả trăm năm qua mình có tắm rửa gì đâu mà không hôi. Cũng hơi có mùi thiệt. Thôi, ta mới ở ngoài sân thôi à. Bây giờ hãy tìm cách vào phòng cô gái rồi nhập hồn đi. Có như vậy thì mình mới thật sự là chủ nhân của ngôi nhà này. Muốn vào thì vào thôi. Coi tôi nè. Coi ông quỷ đỏ tài lanh chưa. Hả? Chuyện này là sao? Sao tôi không vào phòng của con người được? Ông lại quên mất cửa nhà, cửa phòng của con người đều có thần bảo vệ sao? Muốn vào trong chẳng phải mượn bàn tay của con người đó. Sao ông không nói sớm, làm tôi bị đấm một củ đào điến à. Mau nghĩ cách gì đi. Bây giờ ta phải làm gì đây? Ông Năm và tiểu thư tiểu Mỹ không có tin lời ta nói. Tôi lo lũ quỷ sẽ tìm cách nhập vào con người, như thế sẽ làm cơ thể họ bị tổn hại nghiêm trọng. Không được, ta phải nghĩ cách vào trong bắt tụi quỷ. Mực, nghĩ cách giúp tôi đi. Hên gài cửa gì mà gãy suốt à? Bà Hậu ơi, bà Hậu. Dạ, tiểu thư cho gọi tôi. Hên gài cửa của con bị gãy rồi, bà tìm giúp con thanh mới nha. Dạ, để tôi ra giường xem có thanh gỗ nào dùng tạm đêm nay không. Có gì ngày mai tôi đi mua then cài cửa mới cho tiểu thư. Thời cơ đến rồi, chúng ta mau biến thành then cài cửa máu lớn. Ở đâu có thanh gỗ ba màu đẹp thế này, chắc tiểu thư sẽ thích đây. Tiểu thư, tôi tìm được thanh gỗ nãy ngoài giường, nhìn nó xinh xắn lắm. Tiểu thư gài cửa đỡ hôm nay nha. Cảm ơn bà Hậu, thanh gỗ xinh quá. Thôi bà về nghỉ ngơi sớm đi, con cũng đi ngủ đây. Then gài này nhìn lạ thật. Thôi gài đỡ hôm nay vậy. Cô gái này xinh quá, đúng là mỹ nữ, mỹ nữ. Tôi sẽ nhập vào cô gái này. Sao cái gì ngon ông cũng giành hết vậy? Tôi sẽ nhập vào cô gái. Ông chọn người khác đi. Hai ông nói nhỏ tiếng thôi. Bà la hãy cho ta nhập
dao. Gặp dao. Nhìn tôi xem, tôi nhập vào một tiểu thư cành vàng lá ngọc rồi nè. Ủa, quỷ xanh đâu rồi? Chuyện gì vậy? Sao tôi lại nhập vào con vẹt yếu ớt này? Quỷ xanh là ông sao? Ông nhập vào con vẹt ngốc này hả? Là do ông hết. Đồ nguy đó xấu xa. Thôi được rồi, quỷ xanh à, ông bình tĩnh đi. Để sáng mai tôi tìm cho ông một chàng trai khỏe mạnh nhập vào, nghĩ được chưa? Tiểu Mỹ, con không sao chứ? Mở cửa cho cha. Con không sao chứ? Cha thấy con là lớn quá. Con Tiểu Mỹ, cha đi mà. Mà là, hãy cho ta nhập vào ông này. Nhập vào. Thân thể này cũng được. Bây giờ tôi chính là chủ nhân của cái nhà này. Hai ông nhập vào con người, còn tôi thì nhập vào con chim. Không chịu. Hình như nhà này còn có một bà nhà giúp việc. Hãy để tôi đi bắt bà về cho ông nhập vô nha. Cái bà nhà lũ khủ đó tôi không thích. Với lại bà là phận người ăn cái ở, đâu xứng đáng với thân phận quỷ xanh cao quý của tôi. Kén chọn quá, coi chừng kén quá thì ở mãi trong con vẹt cho tới hết đời. Quỷ đen, tôi đói bụng quá. Ông kêu bà già giúp việc đi làm đồ ăn cho chúng ta đi. Đúng đó. Giờ mình là chủ nhân ngôi nhà này rồi mà. Cái bà già giúp việc đâu? Vào đây tôi biểu. Nè quỷ đỏ, bây giờ tôi sẽ coi ông là con gái nha chưa. Con gái á, nói giọng phải cho nữ tính một chút mới được. Để con thử lại. Bà già giúp việc đâu rồi? Tiểu thư kêu rác cả cổ mà chưa xuất hiện là sao? Dạ ông chủ, tiểu thư gọi tôi có chuyện gì không? Con gái cưng của ta đói bụng rồi, bà xuống làm cho ta ít đồ ăn ngon ngon, nhanh lên đi. Nhưng bây giờ đã gần nửa đêm rồi. Ta kêu bà đi nấu thì bà cứ đi nấu cho ta, nhiều chuyện quá. Dạ, tôi đi làm ngay. Xưa giờ tiểu thư đâu có ăn khuya như vậy đâu. Kỳ lạ thật. Nhìn đồ ăn ngon quá. Ta còn đứng ở đó làm gì? Có đồ ăn mà sao không có rượu? Đem cho cha con ta mấy bình rượu thượng hạng coi. Nhanh lên. Dạ, rượu của ông chủ đây. Rượu ngon. Ông chủ và tiểu thư hôm nay làm sao vậy ta? Chắc là mình già rồi, mắt kém nên mới nhìn lầm thôi. Cả đêm qua không thấy động tĩnh gì, tôi lo quá Mực ơi. Cậu làm gì đó Mực? Bà ở nhà lo chuẩn bị rượu thịt cho ta. Lát cha con ta về phải dọn lên mâm sẵn nghe chưa. Nhớ là không có bỏ tỏi ớt gì vào đó, ta không có thích ăn. Dạ, tôi biết rồi. Tôi đi chuẩn bị ngay đây. Làm con người thiệt là sung sướng. Bây giờ thì đi tìm thử có ai trẻ khỏe để cho quỷ xanh nhập vào thôi. Quý rồi, tôi ngửi thấy mùi của lũ quỷ. Chúng đã nhập vào hai người kia và con vẹt rồi. Cậu có chắc không? Nè,
xanh, cải xanh mới hái đây, ghé vô, ghé vô. Đi chỗ khác, đồ dẹp hư đốt. Dám ăn bắt, đồ còn dám mổ ta à. Bà lão kia, ai cho bà đánh con vẹt cưng của ta? Kìa ông Năm, là do con vẹt của ông mổ hư bánh của tôi. Có bà con ở đây chứng kiến. Ờ đúng rồi, đúng hồi rồi nãy đó. Tôi cũng thấy vậy đó. Do con quẹt bê tới pha bánh trước nè. Không nói nhiều, bà quỳ xuống xin lỗi thì ta tha cho. Tôi làm gì sai mà xin lỗi? Cha con mấy người đừng ỷ vào và ức hiếp người nghèo nha. Sao hôm nay ông Năm và tiểu thư lại ngang ngược quá vậy? Bình thường á họ hiểu chuyện lắm mà. Cái bánh của tôi. Trời ơi, mấy người làm cái gì vậy nè? Đừng lại, đây là hàng bánh của tôi, hai người không được phép phá hoại. Còn thích nên thì phá đó. Không, ai có cho phép. Cái lưng của tôi. Đau quá. Sao hôm nay ông Năm khỏe quá vậy ta? Bánh của tôi. Công sức của tôi. Đồ con người yếu ế. Con lại ông Năm, xin tha cho mẹ con. Con thay mặt mẹ xin lỗi ông và tiểu thư. Mẹ cô dám đánh con vẹt quý nhà ta, nên bọn ta đánh lại cho hề nhau vậy thôi. Mẹ con tuổi đã già, sức lại yếu, xin ông Năm và tiểu thư tha cho lần này. Ê cha, mà không ngờ bà lão già nua này lại có một cô con gái trẻ đẹp như vậy. Chịu về làm vợ ta đi, ta sẽ tha cho mẹ cô. Được đó, về nấu cơm giặt giũ hầu hạ cho cha con ta. Tôi thà chết cũng không gả con gái cho ông. Xin ông, ông đáng tuổi cha con, làm sao con làm vợ ông được? Từ trước đến giờ, cái gì ta đã muốn có thì không có gì là không được. Đi theo ta. Thả con gái tôi ra. Con ơi. Mẹ, mẹ ơi, thả tôi ra. Mẹ, mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Chó của kẻ nào dám xô ngã ta? Là cậu học trò ta gặp trong rừng sao? Hắn ta vẫn còn sống hả? Chắc do hôm đó may mắn thôi, nhưng hôm nay sẽ là ngày xui của hắn. Lũ quỷ kia, chúng bay đừng hòng hại ngươi. Chàng trai, cậu nói gì? Ma quỷ gì vào ban ngày thế này? Dạ thưa bà con, ông Năm và tiểu thư tiểu Mỹ đang bị lũ quỷ nhập vào. Mọi người hãy mau về nhà để tránh bị nguy hiểm. Cậu nói cái gì vậy? Không thấy ta chính là ông Năm sao? Còn đây là con gái của ta, tiểu Mỹ đó. Nè cậu, đúng là tính tình ông Năm và tiểu thư hôm nay khác lạ. Nhưng mà cậu cũng không thể nói người ta là ma quỷ được. Vậy mọi người hãy nhìn cho kỹ đây. Hắn có ngọn đuốc thần đó, mọi người nhớ phải cẩn thận. Là quỷ, chạy mau bà con ơi. Cứu tôi, cậu chó ông ăn. Ngươi không phải là đối thủ của bọn ta. Dạ, cái lưng của tôi. Ê, ê, ông đang nằm đè lên tôi đó, chị mau lên. Đậu trên đây là an toàn nhất. Sao mà mình thông minh quá. Con chó đen đi đâu mất tiêu rồi. Chắc bỏ đi chỗ khác rồi. Trời ơi, chó mà treo cây như mèo vậy. Thả ta ra,
đồ chó thôi hả? À, cứu với! Quỷ xanh, tên học trò kia ngươi phải trả giá. Là ta đã thả các ngươi ra thì chính ta sẽ trừng trị các ngươi, không để cho các ngươi có cơ hội hại người được nữa. Vậy để coi bản lĩnh của ngươi đến đâu. Quỷ đỏ, tiến lên trả thù cho quỷ xanh. Trốn nữa, các ngươi không thoát đâu. Hai con quỷ còn lại mạnh quá, nếu đấu trực tiếp thì cũng khó nắm chắc phần thắng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tôi sẽ tìm cách làm yếu sức quỷ đỏ, còn anh hãy giữ chặt ngọn đuốc, tìm cơ hội thiêu chúng thành tro bụi. Mực, cẩn thận. Không, quỷ đỏ. Mực, mực, cố lên bạn tôi, cố lên. Hai người đều phải đền mạng cho anh em quỷ của ta. Ở đây. Nếu như có thể tạo ra được một đám lửa lớn thì may ra mới thắng được tên quỷ này. À, có cách rồi. Lửa thần sẽ đốt loài quỷ độc ác như ngươi thành tro bụi. Đừng hòng có cơ hội hại bất kỳ ai nữa. Tráng sĩ, xin tráng sĩ tha mạng. Tha mạng? Tha mạng để ngươi đi hại ngươi à? Chỉ cần tráng sĩ tha mạng cho tôi hứa sẽ không bao giờ làm hại người khác nữa. Tôi xin thề. Tráng sĩ là học trò có đúng không? Chắc chắn là hiểu đạo lý. Đạo lý gì nè? Đúng rồi. Đánh kẻ chạy đi, ai đâu đánh người chạy lại. Xin tráng sĩ tha mạng. Ta... chỉ cần tráng sĩ tha mạng cho ta, ta sẽ tặng lại tráng sĩ 3 món quà vô cùng quý giá. Ngươi thì có quà gì? Đây là con ngựa thần, một ngày có thể đi 1000 dặm đường. Túi màu vàng đựng ngọc mặt trời. Ban đêm hãy mở túi ra thì trời sẽ sáng như ban ngày. Cất vào túi thì trời lại tối sầm như cũ. Còn túi này đựng gì? Túi màu đen đựng viên ngọc mặt trăng. Ban ngày hãy mở túi ra thì trời sẽ tối sầm như ban đêm. Cất vào túi thì trời sẽ sáng lại như cũ. Sao Long, đừng tin lời bọn quỷ. Anh còn nhớ bài học cuối cùng trong rừng không? Cậu chịu thua chưa? Đây là bài học cuối cùng. Không được mềm yếu với kẻ thù, đặc biệt là không được tin lời lũ quỷ xảo trá kia. Làm sao ta tin được ngươi? Có khó cái gì đâu. Bây giờ là ban ngày, cậu thử mở cái túi đựng mặt trăng coi trời có tối hay không. Thật là thần kỳ. Sao Long, có chuyện? Ngươi lại gạt ta. Vì sao con quỷ này bỗng khỏe lên khác lạ? Đúng rồi, loài quỷ sẽ mạnh hơn vào ban đêm. Trời ơi, ta lại bị gạt rồi. Mau đền mạng cho những anh em của ta. Thu lại mặt trăng. Ta nhất định sẽ báo thù. Sao Long, ngươi hãy đợi đó. Cuối cùng cũng diệt trừ được lũ quỷ. Mực, cậu không sao chứ? Mực, tôi không sao, anh giỏi lắm. Cũng may nhờ có cậu nhắc nhở, nếu không tôi lại mắc mưu tên quỷ đen kia rồi. À, quên mất, không biết là ông Năm và tiểu thư Tiểu Mỹ ra sao rồi. Liệu ông chủ và tiểu thư có sao không cậu? Tôi là tôi nghi ngờ rồi. Ai ngờ đâu.
Sao mình lại nằm ở đây? Kìa, Tiểu Mỹ, con ơi. Cha, có chuyện gì vậy? Sao con nhức đầu quá? Cậu kia, cậu làm gì ở nhà tôi? Dạ, ông Năm đừng hiểu lầm. Ông và Tiểu Thư bị bọn quỷ nhập vào, chạy đi phá xóm phá làng. Nhưng mà ông yên tâm đi, con đã diệt xong lũ quỷ rồi, bây giờ không sao hết. Cậu lại nói chuyện ma quỷ gì ở đây? Bà Hậu, sao bà lại mở cửa cho người lạ vào nhà? Ông chủ, Tiểu Thư, đúng là hai người rồi. Cậu Sáu Long đây đã cứu mạng hai người đó. Chuyện là vậy. Hèn chi, tôi thấy cả người ê ẩm quá. Nhưng vì sao bọn quỷ đó từ đâu ra? Sao lại nhập vào cha con tôi? Ông Năm, chúng là ba con quỷ có ba màu xanh, đỏ và đen, đã biến thành bông hoa trà trộn vào nhà của ông. Con đã cố can ngăn vào hôm qua, nhưng mà ông không tin. Bông hoa ấy có mùi hôi thối, nên ta đã vứt bông hoa ngoài giường rồi kia mà. À, hồi tối then cài cửa của con bị gãy, nên có nhờ bà Hậu tìm then mới. Sau đó thì mê man không biết gì nữa. Điều kỳ lạ là then cài cửa đó cũng có ba màu xanh, đỏ, đen. Tôi lượm được thanh gài cửa ba màu đó ở trong giường mà. Để tôi kiểm tra xem sao. Ông chủ, Tiểu Thư, tôi không thấy then gài cửa ba màu đó đâu nữa. À, con hiểu rồi. Vậy là lũ quỷ đã cố tình biến thành then cài cửa để có thể nhập vào Tiểu Thư và ông Năm đây. Trời ơi, xem chút nữa là tôi làm hại con gái tôi. Xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Cậu chính là ân nhân của cả nhà tôi. Cảm ơn anh đã cứu mạng cha con em. Dạ, thấy ông Năm và Tiểu Thư Tiểu Mỹ không sao là tốt rồi. Vậy bây giờ con xin phép ra về. Khoan đã. Bà Hậu, bà vào trong lấy một túi vàng trao cho cậu này, coi như cha con tôi cảm ơn. Ê, ông Năm đừng có làm vậy. Dạ, con là học trò, tuy nghèo nhưng mà không có tham tiền bạc. Ông và Tiểu Thư bình an là tốt rồi. Con xin phép được ra về ạ. À? Vậy hả, cảm ơn cậu. Sau này có dịp, cha con tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của cậu. Nè, cậu khỏe hẳn rồi chứ? Anh quên tôi là thần Thuyền hả? Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là khỏe liền. Được rồi. Mà Mực nè, cảm ơn cậu đã nhiều lần xả thân giúp tôi nha. Nếu không có cậu, chắc tôi chẳng thể đánh thắng lũ quỷ được đâu. Anh đừng khách sáo như vậy, đó cũng là việc tôi nên làm mà. Ủa, cậu tìm gì hả? Tôi vẫn ngửi thấy mùi của lũ quỷ ở đâu đây, nhưng mùi này lại rất khó nhận biết, thật kỳ lạ. Chắc là cậu bị thương cho nên khứu giác chưa hồi phục hẳn đó thôi. Tôi và cậu đã tận tay diệt chúng rồi, cậu không nhớ sao? Vậy, tôi đã xong việc, bây giờ tôi phải trở lại rừng đây. Nếu sau này có việc gì cần giúp đỡ, anh cứ gọi, Mực ơi, tôi nhất định sẽ đến ngay. Cảm ơn cậu, tôi nhớ rồi. Đây là ngọn đuốc và ba đồ vật mà lũ quỷ để lại. Nhờ cậu gửi lại cho thần rừng giúp tôi. Tôi phải lo ôn thi nên không thể cùng cậu vào sâu ở trong rừng được. Thần rừng gửi lời cảm ơn đến anh và bảo anh cứ giữ lại những món đồ này, sau này ắt sẽ có dịp dùng đến. Vậy tôi nhất định sẽ bảo quản chúng cẩn thận. Được, thế tôi đi đây, tạm biệt. Cũng may là thường ngày mình siêng năng tu luyện mới có thể dùng thuật ẩn thân qua mắt được tên học trò đó. Nếu không thì mình chết chắc rồi. Ngươi là ai? Đây là nơi của bọn ta, mau biến đi chỗ khác. Từ nay ta chính là chủ nhân ở đây. Nếu mày còn ít tình các người muốn sống thì phải phục tùng mệnh lệnh của ta, nghe rõ chưa? Dạ, tuân lệnh chủ nhân. Xin chủ nhân tha cho, khó thở quá. Chủ nhân, người tu luyện bao lâu mà lợi hại vậy? Nếu không bị tên học trò khi đánh trọng thương thì ta còn lợi hại hơn nhiều. Anh em ta cũng không phải bỏ mạng oan uổng như vậy. Sau lòng, ta nhất định sẽ còn tìm ngươi.
con gái tôi ngắm qua hay tương tư anh chàng nào đó. Kìa cha, làm gì có. Cha mà không hiểu con gái cha thì còn ai hiểu. Cha đã bảo bà Hậu chuẩn bị ít cơm canh, trái cây, con mau vào sửa soạn rồi mang qua nhà cậu Sáu Long để cảm ơn cậu ấy đã cứu mạng cha con ta. Dạ vâng, thưa cha. Mình phải ráng ôn bài mới được, ngày thi sắp đến rồi. Ui. Dạ tiểu thư. Anh cứ gọi em là Tiểu Mỹ được rồi, đừng khách sáo. À được. Nhà em có ít đồ ăn và trái cây mang qua, gọi là lời cảm ơn anh, mong anh nhận cho. Vậy cảm ơn tiểu thư. Cảm ơn Tiểu Mỹ. Cảm ơn Tiểu Mỹ thời gian qua đã chăm lo cho anh. Nhất định anh sẽ đạt được công danh để về hỏi cưới em. Em nhất định sẽ đợi anh. Đừng lên kinh thành xa xôi, anh đi đường cẩn thận. À, em yên tâm, anh có con ngựa quý một ngày đi được ngàn dặm sẽ không vất vả đâu. Khi nào thi xong có kết quả rồi, anh sẽ về thăm em. Dạ, gà nướng đây ạ. À, mời chủ nhân. Gà nướng thơm quá. Ta phải ăn như vậy thì ta mới có sức mà tu luyện được chứ. Ngon thiệt luôn á. Chắc ngươi lại đây, nghe rõ lời của ta dặn. Dạ, tôi là chủ nhân. Đúng là ngựa thần, chỉ đi mất nửa ngày đã tới kinh thành rồi. Cố lên, hơn 10 năm đèn sách chỉ đợi có ngày này, mình nhất định phải bình tĩnh. Giờ làm bài bắt đầu. Bẩm quay, chỗ ngồi của học trò có nhiều ếch quá à. Trong hội thi ở kinh thành, làm gì có ếch nhái nào vào được. Tên học trò kia, nếu ngươi còn làm ồn lần nữa, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi phòng thi. Dạ, học trò đã hiểu, thưa quan đại thần. Lũ ếch này tinh ranh khác lạ, nhưng mà hình như chúng chỉ nhắm vào một mình ta. Chúng ta ngồi nghỉ một lát. Chúng ta chỉ mới đi nửa canh giờ, còn chưa qua khỏi chân núi. Đường xa như vậy, biết bao giờ mới đến nơi. Bà có mệt chưa? Chào của ta giỏi quá, biết quan tâm đến ta rồi. Nhưng giờ ta đói quá, không bay nổi nữa. Bà, mà chim thì ăn gì? Ăn trái cây chín phải không bà? Đằng kia có màu đỏ như trái cây, cháu cố gắng đến đó được không? Dạ, bà cứ để cháu đi. Bà ở đây chờ cháu một lát nha. Ấp 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 ấp, cứu tôi với. Ấp 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 ấp, cậu bé làm ơn cứu tôi, không chú mèo đến thì tôi chết mất. Hả? Cậu nói được sao? Cậu bị sao vậy? Chú mèo là ai? Mau giải thoát cho tôi trước đã. Đây nè, cậu có thấy cậu tơ trói chân tôi không? Tôi là ếch, cảm ơn cậu đã giải thoát cho tôi. Tôi là Tích Chu, sao cậu lại sợ như vậy hả? Phải sợ chứ, đây là núi thiên, vì có suối tiên nên những con vật hoặc là biết nói hoặc là có phép. Vậy chú mèo là con vật có phép thuật, nhưng sao nãy giờ tôi không thấy chú mèo nào hết. Vậy rất có thể là chú mèo đang bắt được con mồi khác ngon hơn. Mèo thích thịt chim hơn là thịt ếch. Nguy rồi, bà tôi. Nè Tích Châu, mai mốt cậu có việc cần thì gọi tôi, tôi sẽ giúp cậu để trả ơn. Ừ, tôi phải đi ngay để cứu bà tôi nữa. Một con chim béo tốt. Cứu tôi,
có ai cứu với? Xin hãy tha cho tôi. Tôi là người quá thân, ông không thể ăn tôi được. Không, không được ăn bà tôi. Đây là bà của tôi, không phải một chú chim bình thường đâu. Xin đừng ăn bà của tôi mà. Bà ngươi, một con người lạc giữa núi hoang này. Wow, tốt lắm. Ngươi muốn thay con chim này làm bữa tối cho ta. Tôi là con bé Tích Chu, biết ngài là chú mèo vĩ đại, khỏe mạnh và giỏi giang. Trong khu rừng này có hàng ngàn con vật có thể làm bữa tối cho ngài. Xin ngài đừng ăn bà của tôi. Ngươi đúng là một cậu bé nhanh nhảo. Nhưng sao ngươi lại tới đây? Chúng tôi đang trên đường đến suối Tiên để bà uống nước suối và có thể biến lại thành người như lời của ông Tiên nói. Nên xin ngài thay cho chúng tôi đi. Ngươi lo cho bà ngươi quá ha. Vậy mà ngươi để bà ngươi bay một mình và rơi vào tay ta hả? Tôi đi tìm thức ăn cho bà tôi. Tôi biết lỗi rồi. Từ nay tôi sẽ ở cạnh bà tôi như hình với bóng. Xin ngài hãy tha cho chúng tôi một lần. Tôi hứa sẽ làm bất cứ gì ngài muốn. Bất cứ gì ta muốn à? Thật không? Vậy được, ta sẽ tha cho bà cháu ngươi với một điều kiện. Dạ, thưa ngài. Ngươi phải đền cho ta một bữa ăn ngon khác. Cá ở suối Tiên làm thành món ăn cho ta. Khi xong, ngươi sẽ gọi chúa mèo để ta đến kiểm tra. Nhưng nếu ngươi dám tìm cách chuồn đi thì ta dám đảm bảo bà cháu ngươi sẽ không sống sót rời khỏi núi này đâu. Dạ, tôi hứa. Từ giờ cháu sẽ nghe lời ông Tiên, bà cháu ta sẽ không được rời nhau nửa bước. Được rồi, cảm ơn cháu. May mà cháu đến kịp á. Con mèo làm bà sợ quá à. Nhưng mà cháu định làm sao bắt cá ở suối Tiên? Cháu cũng chưa biết, nhưng chúng ta cần phải sống nên cháu mới hứa với chú mèo như vậy. Thôi, đợi đến lúc chúng ta đến được suối Tiên, bà uống được nước suối trở lại thành người thì chúng ta sẽ nghĩ cách. Ô kìa, cậu bé kia, sao lại lang thang trong rừng thế này? Cậu lang thang ở đây, chúa mèo nhìn thấy sẽ ăn thịt cậu đó. Không đâu, chúng tôi vừa mới gặp chúa mèo xong. Thật sao? Chúa mèo tha cho cậu đi sao? Cũng không hẳn. Chúa mèo bắt chúng tôi phải bắt cá ở suối Tiên làm bữa tối cho hắn thì mới được tha về. Suối Tiên à? Thì ra cậu đi tìm suối Tiên à? Cáo có biết suối Tiên ở đâu không? Đương nhiên là biết chứ. Mà tôi còn biết cả con đường tắt đến suối Tiên nữa. Đi đường tắt vừa nhanh vừa an toàn. Thật sao? Đương nhiên rồi. Có thể chỉ cho tôi được không? Nào nào Tích Chu, chúng ta mau đi thôi. Không nên làm phiền bạn cáo đây. Khoan đã, cậu đi đường này á thì mất 3 tháng mới đến suối Tiên. Nếu cậu theo tôi đi đường tắt thì chỉ sáng mai thôi là đến. Cậu là người duy nhất gặp chúa mèo mà còn sống sót. Tôi thật là khâm phục cậu. Cậu tìm suối Tiên để cứu người đúng không? Tôi là cáo tốt bụng, tôi sẽ giúp cậu. Vậy cậu dẫn đường cho tôi đi. Tích Chu, cháu phải cẩn thận, đừng nghe lời kẻ lạ. Cảm ơn cáo nha, cậu mau dẫn đường đi. Đường này, cậu mau đi theo tôi. Tích Chu này, cậu có thấy đằng kia có ánh sáng xanh hắt lên không? Đó là ánh sáng từ suối Tiên sao? Đúng vậy, còn không xa nữa, đúng không? Nè Tích Chu, chúng ta chạy thi không? Đến đó sẽ nhanh hơn. Chạy hả? Tôi đói rồi, sáng giờ đi bộ mệt quá, làm sao mà chạy nổi?
chẳng phải ở suối tiên có cá sao? Nếu cậu có thể thắng tôi sẽ bắt hết cá trong suối cho cậu, còn làm món ngon cho cậu nữa, được không? Được lắm. Vậy nếu tôi thua thì sao? Bà thấy không có nên đâu cháu à? Nếu vậy, cậu phải làm một việc nhỏ cho tôi, có được không? Là việc gì vậy? Một việc nhỏ xíu ấy mà, không cực như bắt cá đâu. Yên tâm, giờ chúng ta bắt đầu thôi. Cẩn thận đó. Được, ta phải thắng. À, tôi thắng rồi, thắng rồi. Tích Chu, đây là đâu? Đâu có cái suối nào ở đây. Tích Chu, cậu chạy nhanh lắm, nhưng đã thua ta rồi. Ngươi là ai? Thả ta ra. Quanh nhà ta đã làm phép hết rồi. Con mồi một khi đã lọt vào đây thì không thể nào thoát ra được. Lúc nãy ta muốn nhờ ngươi làm một việc nhỏ, đó là làm bữa tối cho ta. Xin cáo yêu tình hãy tha cho cháu tôi. Xin hãy ăn thịt tôi và tha cho Tích Chu. Không, không, ngươi đã lừa ta. Ngươi không được ăn bà của ta. Nếu cần gì ta sẽ làm cho. Hãy thả bà ta ra đi. Ta chẳng cần gì cả. Ta chỉ cần ăn thôi. Lúc nãy ngươi nói sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là ta tha cho bà cháu nhà ngươi, phải không nào? Khi mặt trời khuất sau núi, ta sẽ đi săn về. Lúc đó, ta muốn thấy một căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, không vết ố bẩn, giường cũng phải nhổ sạch cỏ. Nếu ngươi chưa làm xong, thì ngươi sẽ thành bữa tối của ta. Được, được, tôi sẽ làm. Tôi sẽ dọn nhà thật sạch sẽ và ngăn nắp. Nếu ngươi cố tình chạy trốn, thì ta sẽ xuất hiện và ăn thịt ngươi ngay lập tức. Hiểu chưa? Cháu cố gắng lên, làm trong nhà trước, ngoài sân sau. Cháu nghĩ là không có gì nhiều đâu, chỉ là quét nhà và dọn cỏ thôi mà. Nhà này chắc chưa bao giờ có ai quét dọn. Châu thử đào đất quanh rễ rồi hẳn nhổ lên. Chà rửa giặt giũ mà mệt như vậy. Cháu xin lỗi vì những ngày trước đã để bà phải dọn dẹp nhà cửa một mình. Không xong rồi, mặt trời đang lặn dần, cháu sẽ không kịp mất. Cháu bình tĩnh, chỉ còn 3 hố nữa thôi.
có vài việc dọn dẹp lặt vặt thôi mà làm cái gì mệt mỏi vậy? Được, được. Tích Chù, cháu sao vậy? Kệ, cho nó nằm đó nghỉ đi, vào ăn với ta. Xem cái bộ dạng của ngươi, chắc là từ trước tới giờ chẳng hề biết dọn dẹp gì đúng không? Vậy Tích Chù còn bé, lại vụng về nên... Còn vụng thì phải tập cho hết vụng. Có vài việc lặt vặt trong nhà mà ngươi cũng không biết làm nữa. Cháu không ngờ chỉ là những việc vặt mà cũng mệt nhọc đến như vậy. Sau này cháu sẽ cố gắng phụ giúp việc cho bà nhiều hơn. Ta là kẻ giữ lời, vì ngươi đã dọn dẹp đất sạch sẽ nên ta thả bà cháu nhà ngươi đi. Đây là sôi gất thần kỳ, chừng nào ngươi còn ở núi Thiên này thì sẽ ăn mãi không hết. Xem như là quà ta tặng cho nhà ngươi. Cảm ơn cháu yêu tình. Cháu yêu tình cũng tốt với chúng ta quá là nhỉ? Có thể đó là thần núi thử thách chúng ta cháu à? Dạ. Ôi trời. Bà ơi, làm thế nào để sang bờ bên kia bây giờ? Cháu thử lấy một cành cây chống xuống nước xem đáy có sâu không. Có vẻ là hồ sâu lắm đó bà. Vậy thì cháu không nên bơi qua, chúng ta đi vòng qua. Cái hồ rộng quá, đi vòng chắc sẽ lâu lắm đó bà. Hay là... Tích Chù à, cháu cẩn thận kéo ngã xuống nước. Bà ơi, cái lá này chắc lắm, không hề rung rinh hay có chìm như lá sen thật một tí nào cả. Ừ, cháu phải đi đứng cẩn thận đó. Cháu định làm gì? Có lẽ cháu phải nhảy qua đó. Nhưng lỡ chiếc lá đó đỡ không có nổi và cháu chìm xuống nước thì sao? Bà làm sao cứu được cháu? Cháu phải thử thôi. Cháu có thể bám vào lá để bơi lên mà. Cháu làm được rồi bà ơi. Cái lá này vững lắm mà. Tốt quá. Vậy chúng ta có thể qua bờ nhanh hơn rồi. Trò này vui quá bà ơi. Những chiếc lá này như phát ra nhạc vậy đó bà. Cháu cẩn thận, coi chừng ngã đó. Sao đâu cháu, bà hiểu hết mà. Tội nghiệp cháu tôi. Mau chạy đi, mấy cái lá sẽ tiếp tục bắt con đó. Ta không đủ sức giữ hết chúng đâu. Nhanh lên Tích Chù, ráng lên, ráng lên. Ráng lên Tích Chù, sắp đến rồi, cố lên cháu. À.
may cho con là thần núi ta đi ngang đây kịp thời. Con tên gì? Sao lại đến núi này nguy hiểm trùng trùng như vậy? Con cảm ơn thần núi đã giúp con và bà. Con là Tích Chu, đang lên núi tìm số tiên để giúp bà con hóa trở lại thành người. Đây, uống nước từ rễ cây này đi, con sẽ thấy khá hơn. Con cảm ơn ông. Ông ơi, sao những chiếc lá này lại nguy hiểm như vậy hả? Đây gọi là bẫy xếp, để bảo vệ suối tiên. Những hồ này trải rác khắp quanh đây. Tất cả những chiếc lá lớn trên hồ đều có chung một bộ rễ ở dưới đáy sâu. Chúng tạo ra âm thanh, mê hoặc con mồi đi trên lá, để bất thình lình sẽ tấn công nạn nhân. Con hiểu rồi. Vậy là suối tiên ở gần đây đúng không ông? Không không, suối tiên thì còn ở rất xa. Nhưng mà ta có thể giúp con đến suối tiên nhanh hơn. Có thật là ông muốn giúp con không? Ta hiểu là con sợ bị lừa đúng không? Đương nhiên ta cần con giúp một việc. Ít nhất ta đã cứu con, thì con cũng nên giúp ta một việc đi chứ. Nhưng xin ông đừng ăn thịt con và bà ạ. Ta hứa sẽ không bắt hai bà cháu ăn thịt đâu. Đi theo ta. Nếu ông ấy bắt chúng ta vào chòi kia thì bà cháu mình chạy thật nhanh nha. Đây là cánh đồng của ta. Do quá bận rộn chăm lo cây cỏ ở đây, không có thời gian trồng trọt. Giờ con hãy dọn ruộng, trồng lúa, rồi thu hoạch đầy 10 bồ lúa cho ta. Làm xong con gọi ta đến, ta sẽ đưa con đến ngay suối tiên. Ông không sợ con bỏ trốn sao? Ta đâu có bắt nhốt con đâu. Con có thể bỏ đi tùy ý. Nhưng mà ta nói trước, đường từ đây đến suối tiên còn rất nhiều hiểm nguy. Không chỉ là chúa mèo hay là bẫy xếp đâu. Vậy con hứa sẽ giúp ông. Chỉ xin ông giữ lời hứa là đưa con và bà đến suối tiên ạ. Ta tin là con làm được. Mọi thứ con cần đều ở trong chòi kia. Lát nữa ta sẽ cử một con trâu đến để phụ con cày bừa. Ta đi đây. Cháu đừng lo, bà sẽ chỉ cho cháu. Bà không thể làm, nhưng bà có thể hướng dẫn cháu. Bà là nông dân mà. Con trâu này chưa được thuần hóa, nó chưa có dây buộc vào mũi để dắt đi, nó không nghe lời cháu đâu. Thôi mà, cho sỏi dây vào mũi mày để chúng ta cùng làm nông, tạo ra lúa gạo thì mày cũng được no đủ. Đồ lý lợm. Thôi, cháu đừng có nóng vội. Hay cháu thử cắt ít cỏ cho trâu xem. Trâu thích ăn cỏ lắm. Trâu ơi, ta bảo trâu đầy, trâu ăn no cỏ, trâu cày với ta. Bà giỏi quá. Mau, cháu mau lại đây, xoa đầu trâu đi nào. Vậy mà mình từng để bà làm việc đó một mình. Đã vậy đi làm về còn phải nấu ăn cho mình.
thương bà quá. Trong lúc làm nông, Thích Chu hiểu bà từng vất vả như thế nào. Nhờ vậy, cậu ngày càng chăm chỉ làm việc. 3 tháng trôi qua, cánh đồng lúa cũng đã đơm bông. Bà ơi, cháu đã hiểu bà từng vất vả như thế nào để cháu được ăn no đủ. Cháu của bà đã lớn hơn rồi. Cháu đã làm rất tốt. Bà tự hào về cháu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Làm xong rồi, xong việc rồi. Cảm ơn trâu nhiều lắm. Nếu không có mày giúp, tao không thể làm xong được. Thần núi ơi, con đã xong việc rồi. Thưa ông thần núi, con đã thu hoạch xong 10 bộ lúa như ông đã bảo. À, không, không có gì khiến ta phải phàn nàn. Lúa rất chắc và đủ, chứng tỏ là con đã rất dày công. Giờ ta có đủ thóc cho những nơi mất mùa rồi. Con cảm ơn ông. Nhờ ông mà con đã biết làm ruộng, biết cày cấy. Giờ ta sẽ giữ lời hứa, đưa con và bà con đến suối Tiên. Cảm ơn thần núi. Bà ơi, đây chắc là suối Tiên rồi. Cảnh vật đẹp quá cháu à. Bà mau uống nước đi bà. Phải rồi, bà phải mau trở lại thành người để còn giúp cháu chứ. Hay là bà uống thêm đi. Chuyện gì thế này? Sao bà vẫn chưa trở lại thành người? Ông thần núi ơi, ông thần núi ơi. Vậy là sao? Không lẽ đây không phải là suối Tiên? Lúc trước ông Tiên nói chỉ cần uống nước suối Tiên là bà trở lại thành người mà. Cháu đừng quá đau buồn. Không được, phải có ai giúp chúng ta chứ. Thần núi ơi, ông Tiên ơi, ơi. Chào cậu, cuối cùng cậu cũng đến được suối Tiên rồi. Anh ơi, đây thật sự là suối Tiên sao? Sao bà tôi uống nước suối mà vẫn chưa trở lại thành người? Vậy cậu vẫn chưa thực hiện được lời hứa của mình với chúa mèo, nên nước suối chưa linh nghiệm được. Vậy tôi sẽ bắt cá làm món ăn cho chúa mèo để hoàn thành tất cả những lời hứa. Bọn cá này đã ngâm phép của suối Tiên nên rất khó bắt. Để trả ơn cậu đã cứu tôi sẽ giúp cậu. Cảm ơn ếch nhiều lắm. Chúng ta cùng làm thôi. Nấu ăn tưởng đơn giản mà lại khó không ngờ luôn. Giờ cậu có thể gọi chúa mèo được rồi. Cảm ơn cậu. Không có cậu, tôi sẽ không thể nào vượt qua được thử thách này. Thôi, ơn nghĩa của chúng ta đã xong. Tôi phải đi đây. Tạm biệt cậu. Sau này, cậu hãy cố gắng sống tốt. Tôi nhớ rồi. Tạm biệt ếch. Nào, chúng ta cùng gọi chúa mèo. Cháu sẵn sàng chưa? Dạ. Chúa mèo ơi! Thưa chúa mèo vĩ đại, tôi đã bắt cá ở suối Tiên và làm món ăn cho ngài. Được lắm. Vậy là tối nay ta có tiệc cho các thần núi và yêu tinh rồi. Ngài nói sao? Ta rất hài lòng về đồ ăn của ngươi. Không cần lo, ta không ăn thịt ngươi đâu. Giờ ngươi có thể cho bà uống nước suối được rồi. Bà ơi, bà, Chu, cháu của bà. Chúc mừng bà cháu Thích Chu, cuối cùng cháu cũng đã về đến đích.
cháu đã dũng cảm vượt qua thử thách của núi Thiên Tích Chu à, nên cháu mới cứu được bà. Cháu nhận ra được bài học, từ nay cháu hứa sẽ yêu thương bà và giúp đỡ bà nhiều hơn. Bà bận quá. Dạ, xin cảm tạ các thần linh. Giờ thì chúng ta đưa hai bà cháu về nhà thôi. Từ đó, Tích Chu không còn ham chơi lười biếng mà trở nên ngoan ngoãn hơn, yêu thương bà và làm nhiều việc giúp bà. Hai bà cháu sống với nhau thật vui vẻ, đầm ấm. Bà Trân chờ tin vui nhé, đừng khóc nữa. Bà đi đây. Em bé sắp ra đời rồi đó, cháu chúc ông bà vui vẻ. Bà Tiên đâu rồi? Chim sẻ đâu? Ta nằm mơ rồi. Ông ơi, ông ơi, ông ơi, tôi vừa thấy bà Tiên và một chú bé. Bà Tiên nói chú bé chui vào bụng tôi chưa kịp mừng thì đã tỉnh dậy rồi. Bà đừng buồn nữa, có một giấc mơ đẹp thì cũng tốt mà. Một thời gian sau, bà Răng biết mình có thai, nhưng kỳ lạ thay bụng bà không to lắm. Hai ông bà vẫn náo nức đón chờ đứa bé ra đời. Đến ngày đến tháng rồi, nhưng sao tôi không thấy đau như những người phụ nữ sắp sinh miêu tả. Chắc bé nhà mình ngoan, bà chịu khó một chút, tôi chuẩn bị sữa. Em bé vừa ra là có sữa uống liền. Em bé chào đời rồi bà ơi, cho tôi nhìn con nào. Vừa mới sinh ra mà đã biết nói rành rọt như vậy rồi. Bà ơi, bà coi nè, con trai của mình ngộ nghĩnh quá đi thôi, nó bé tí xíu. Vậy ta đặt tên cho nó là Tí Hon nha. Nhưng tôi sợ người làng họ cười mình quá ông ơi. Ai lại đẻ ra một đứa bé kỳ lạ như vậy? Chính bà đẻ nó ra mà. Nó là đứa con mà chúng ta mong đợi từ lâu. Bà coi nè, nó dễ thương quá. Con mình dù thế nào, mình cũng thương bà. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Tí Hon con trai mẹ có quà ra mắt mẹ nè. Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi Tí Hon đi nha. Tí Hon thương mẹ, không làm mẹ đau. Đó, bà thấy chưa, con trai của chúng ta biết ga lăng với phụ nữ nữa. Làm sao có đứa bé nào mới sinh ra mà thương mẹ như vậy. Nó biết nói sớm cũng là điều tuyệt vời đó bà. Thấm thoát đã 8 năm trôi qua, Tí Hon lớn dần lên trong vòng tay thương yêu của cha mẹ. Chú ăn uống rất nhiều nhưng vẫn bé tí teo. Ông bà Răng suốt ngày tìm kiếm chú vì chú cứ thoát ẩn thoát hiện trêu chọc ông bà. Tí Hon ơi, về ăn cơm. Con đâu rồi? Ba ơi, con đây. Con ở đâu? Nghe tiếng mà chẳng thấy người gì cả. Ba ơi, con hoàng tử đến thăm kìa ba. Đâu? Hoàng tử đâu? Ba không có thấy ai hết. Hoàng hậu ơi, súp chín chưa? Hoàng tử đói bụng quá rồi nè. Bà coi, nhà chúng ta vui vẻ, đâu có thua gì nhà hàng xóm đâu. Mẹ ơi, cây kim này sáng ghê, con rất thích, mẹ cho con được không? Để ba làm thành cây kiếm cho con nha. Kiếm sẽ là bạn tốt của con. Sau này nếu như có đi lạc, kiếm sẽ chỉ đường cho con về nhà.
năng được rồi. Một ngày nào đó anh Tí Hon cũng phải đi khỏi nhà để biết thế giới bên ngoài ra sao nữa chứ. Thế giới bên ngoài ra sao? Hỡi chim sẻ, có vui như ở nhà tôi không? Vui và thú vị lắm, nhưng không an toàn như ở nhà, nguy hiểm đó. Anh có muốn đi không? Hay là ta đi ngay nhé, sẻ sẽ đưa anh đến một nơi hay lắm. Ôi, đường xa quá sẻ ơi, chúng ta đang đi đâu vậy? Bí mật, một nơi rất hay với Tí Hon. Cháu chào bà. Bà đẹp quá, nhà bà cũng đẹp. Bà Tiên ơi, hôm nay cháu dẫn Tí Hon đến thăm bà. À, Tí Hon, con trai của ông bà Trân đây mà. Cháu có nhớ ta không? Bà Tiên ơi, Tí Hon muốn đi đây đó, nhưng chú bé xíu sẽ gặp nguy hiểm. Bà Tiên hãy giúp Tí Hon đi. Được rồi, đưa thanh kiếm của con đây cho ta, ta sẽ ban phép vào đó. Con cảm ơn bà, con chào bà. Chào Tí Hon, tôi đi đây, cậu nhớ về nhà cẩn thận nhé. Ôi, sợ thật, con gì cũng lớn hơn mình nhiều quá. Nhưng may ghê, chúng chẳng nhìn thấy mình, mình chỉ cần tránh, không bị chúng dẫm lên. Ôi, bé xíu thật sung sướng làm sao, thật tội nghiệp cho mấy ông khổng lồ. Ngựa chạy ngoan nha. Hôm nay ta hơi mệt, nhưng hẹn với người mua hàng rồi nên phải đi. Phải chi có người đánh xe giúp ta thì đỡ quá. Ba ơi, con đánh xe được, ba hãy tin con sẽ đến chợ đúng hẹn. Đi, đi. Đó, ba thấy chưa? Đi, đi. Chưa, chưa. Quái lạ, không thấy người đánh xe đâu mà nghe tiếng nói. Ngựa chạy thẳng băng vậy chứ. Mình thử đi theo con thì sao? Chào ông, chú bé này ngộ nghĩnh quá. Ông bán nó cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ chăm sóc nó cẩn thận, nó sẽ vào đoàn xiếc của chúng tôi. Ồ, không không, nó là đứa con yêu quý của tôi không bán. Ba ơi, nhà mình nghèo, ba cứ bán con đi để có tiền lo tuổi già cho ba mẹ. Con đi theo họ rồi sẽ biết đường về nhà mà. Ba cứ yên tâm về đi. Thế là Tí Hon từ giả cha và chú ngựa bắt đầu một cuộc phiêu lưu mà chú chưa biết sẽ ra sao. Khi chú đứng trên chiếc nón của người xa lạ rời mái nhà thân yêu. Người thấy không, chúng ta đã mất nhiều tiền đưa cho cha thằng bé này, nên người phải hết sức trông chừng nó. Ông yên tâm, tôi trông nó cho. Nó vẫn đứng nhảy nhót trên mũ của ông kia kìa. Sao lại có thằng bé mặt mũi tay chân đầu óc đầy đủ, nhưng mà bé Tí thế kia. Trời, buồn cười quá. Ôi, ông ơi, ông cẩn thận nhé, lỡ cháu bị rơi xuống đất bây giờ, cháu đầy ngắm cảnh. Nhóc con, đứng yên trên đó. Về tới gánh xiếc, ta cho người ăn uống thoải mái. Ta sẽ dạy người biết làm trò và xin tiền khán giả. Đừng có sợ mũ ta bị dơ, yên chẳng ị ở trên đó mà. Ta chỉ nghỉ chân một chút, ngươi coi thằng bé thế nào. Anh ơi, thằng bé mất tiêu rồi. Sao, có tìm thấy nó không? Hình như đây là một cái hang chuột, có khi nó chui vào đó. Này, các người cho ta trốn nhờ chút nhé, hai ông kia đang đuổi theo ta. Thằng nhóc, để ta tìm được, người sẽ biết tay ta. Hay là giờ mình chọt thử vào cái hang chuột này, có khi nó ở trong đó. Ta đi thôi, nó bé Tí vậy, chắc chuột sơi mất rồi. Thiệt là mệt và thiết tiền quá. Cái công, cháu đây
đây nè. Thôi, xin chào, hai ông về nha. Ôi, thật là mát mẻ và tự do. Ôi, nhớ tí hòn quá. Giờ này thằng bé đang ở đâu, làm gì, có được người ta cho ăn uống tử tế hay không? Sao tôi lo quá. Tí hòn muốn được đi đây đi đó để cảm nhận thế giới bên ngoài. Thằng bé đã thiệt thòi vì thân hình nhỏ bé rồi, nên ta hãy chiều nó một chút bà. Ông có chắc là nó sẽ không sao đó chứ? Chim non phải rời khỏi tổ thì mới cứng cáp được. Hơn nữa tí hòn của chúng ta thông minh như vậy, lại có cả kiếm thần của tôi nữa chứ. Bà yên tâm đi. Ôi, có thể thò đầu ra cho dễ thở. Ta đi tìm con quanh đây có gì ăn không? Chị Mita, chúng ta phải làm cách nào để giúp những đứa trẻ đó bây giờ? Mẹ chúng vừa mất, chúng khát sữa, tội nghiệp quá. Thật sự chưa biết phải làm sao. Chúng ta cũng nghèo, đi làm cả ngày nuôi con cái của chúng ta còn chưa đủ nữa là. Ở đây vắng vẻ, chắc không ai nghe chúng ta nói chuyện đâu ha. Chị Mita, ta vào nhà thờ xin một ít đồ ăn đi, rồi bán đi để mua sữa. Đồ ăn bán đâu có ai mua, mà cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Có khi ta phải trộm vài món trong đó vậy. Vì các em nhỏ đói khát, ta đành chịu tội. Nhưng cửa nhà thờ đóng rồi, cửa to nặng như thế, sao ta vào trong được? Chúng ta có phải là ăn trộm đâu. Để cho giúp cho các cô nha, cháu có thể giúp được. Chết thật, tiếng của ai vậy? Tiếng của ai mà nghe gian gian thế? Nãy giờ nó nghe mình nói hết rồi. Nguy quá, chúng ta chạy đi thôi. Ôi, ai mà bé xíu thế này? Hai cô đừng sợ, cháu là Thí Hon. Xin lỗi vì cháu đã lỡ nghe câu chuyện. Cháu biết hai cô đang tìm cách mua sữa cho các em bé nghèo, cháu có thể giúp ạ? Người cháu rất bé nên có thể dễ dàng vào trong nhà thờ ạ? Vậy thì tốt quá, nhờ cháu giúp nha. Hai cô ơi, cháu thấy một cái thì vàng nè. Hai cô chờ đó, cháu chuyển ra nha. Hai cô ra ngoài chờ cháu nha, cháu sẽ mang ra ngay. Sao lạ vậy? Ta vừa nghe tiếng ai nói mà. Hay là ta bị lãng tai? Ba mẹ cháu dạy không được lấy đồ của ai. Nhưng cháu nghe nói các em bé thiếu sữa uống nên giúp các cô. Các cô nhớ mua sữa cho các em nha. Cảm ơn Tí Hon. Chúng tôi giúp các cháu bé xong sẽ đến nhận tội với cha xứ. Hôm nay nó biết nói cha. Bà ơi, đừng ai sẽ cỏ nữa. Ôi, trong này tối và hôi quá đây. Con bò này bị bệnh rồi, nhưng ta không nỡ giết nó. Bà dẫn nó ra cánh đồng, để ngoài đó đi. Có thể con người nào đó mang nó về chữa bệnh và nuôi nó. Xin các ông bà đừng giết nó. Hãy giúp nó ói thức ăn ra, đến đây bị trúng độc. Hình như có tiếng nói trong bụng của con bò đó. Hay là bây giờ chúng ta thử ép bụng nó coi sao.
Rồi. Ở thức ăn ra hết rồi kìa. Nó ở ra rồi. Có khi nó có vẻ khỏe rồi đó. Chúng ta về thôi. Bà ơi, dù sao tao cũng cảm ơn mày. Cho tao ngồi trên sừng của mày tìm chỗ tắm rửa nha. Kiếm ơi, cảm ơn mày đã không làm bị thương con bò. Kiếm ngoan, tiếp tục đi cùng ta nhé. Ba mẹ ơi, con đói bụng, nhớ mẹ quá. Phải chi có đội sắp mẹ đâu thì hay biết mấy. Ba ơi, tới đây, xem ai mà lạ quá đây nè. Ui, chú bé nhỏ xíu, cháu từ đâu tới đây vậy? Trông cháu có vẻ mệt mỏi quá. Cháu là Tí Hòn, cháu sẽ kể chuyện của cháu sau. Xin cho cháu cái gì đó để ăn, vì hai ngày rồi cháu không ăn uống gì hết. Ba ơi, mình mời Tí Hòn về nhà ăn tối nghe ba. Nhưng mà nhà ta nghèo quá, thức ăn còn chưa đủ cho con ăn nữa. Nhưng chú bé này bé xíu, chú ăn ít mà phải không? Chú sẽ ăn chung phần với tôi nha. Ba ơi, ba đã nói rằng mình phải giúp người mà ba. Tí Hòn ăn trước đi. Cô cứ ăn trước đi, tôi ăn nhiều lắm sẽ hết phần của cô. Tôi trông nhỏ người nhưng ăn nhiều lắm đó. Ba mẹ tôi đã tốn biết bao nhiêu lúa mạch và bánh mì để nuôi tôi. Ôi, tôi không tin Tí Hòn bé hơn dĩa súp mà có thể ăn hết dĩa súp. Tí Hòn ăn thử tôi xem sao. Thôi nào, con gái, khi mình đã cho người khác rồi thì không được đòi lại. Con hãy ăn dĩa súp của ba đi nè. Tôi xin lỗi, chỉ vì tôi đói bụng quá. Giờ tôi xin làm việc để trả ơn ạ. Tí Hòn có thể làm được việc gì? Hai người hãy ngủ đi, sáng mai thức dậy sẽ thấy thức ăn trên bàn. Xin cảm ơn, giờ tôi đi nhé. Ôi, tao hối hận vì đã ăn hết dĩa súp của cô bé nên nói thế. Họ là những người tốt, bây giờ ta làm cách nào để có thức ăn cho hai cha con họ vào sáng mai đây? À, tôi chết ta rồi. Dì ơi, khoan, khoan đúng rồi. Ta xin ngươi, xin ngươi đó. Về lạc bầy, thịt của các ngươi rất ngon, tóm được một con mập mạp rồi. Thịt của ngươi rất ngon. Quy to rồi, giờ ta phải làm sao? Nếu cho sói nhà để bao tử con về thì ta sẽ chết mất. Ông sói ơi, ông có nghe thấy tiếng tôi không? Tiếng của ai vậy? Nhà ngươi ở đâu? Ra đây cho ta. Tôi là dễ con. Ông ơi, thịt của tôi dở lắm, xin ông tha cho tôi, đừng ăn tôi nhé. Ông hãy quăng tôi ra ngoài đi. Thì ra là dê con. Ta không thèm ăn thịt ngươi bây giờ. Hẹn ngươi gặp lại ta khi ngươi thành người lớn nha. Lúc đó ta sẽ sơi ngon lành. May quá, kiếm vẫn còn. Giờ ta phải đi tìm thức ăn cho hai cha con cô bé đây. Con, thì ra ngươi là người Tí Hòn chứ không phải dê con. Sao ngươi nằm trong bụng dê vậy? Con dê ăn thịt nhà ngươi hả? Ông tha cho tôi, từ bé xíu ông ăn không đủ nhét kẻ răng đâu. Tha cho ngươi làm như dễ lắm. Nếu ta tha cho ngươi, loài người cũng không tha cho ta. Thịt người ngon lắm. Thôi,
ngươi vào bụng ta cho ấm nha. Sao ta đau như thế này? Lại khát nước nữa. Sói ơi, ông khát nước nữa phải không? Ông đi theo đường tôi chỉ nha. Tôi biết được trong làng có một giếng nước trong lắm, ông tha hồ mà uống. Đáng lẽ ta không nghe lời của người đâu, nhưng ta mệt và khát nước quá, đành liều vậy. Ông đã thấy cổng làng chưa? Giếng nước ở hướng nào? Mau nói cho ta biết. Có chó sói, có chó sói dân làng ơi, có chó sói. Tí Hon tỉnh lại rồi ba ơi. Tí Hon giỏi lắm. Hôm nay hai cha con tôi có rất nhiều thức ăn do dân làng mang tới. Họ nói trả công cho Tí Hon đã giúp họ giết được một con chó sói hung ác. Nhưng cháu đã làm gì? Cháu không nhớ gì hết. Tí Hon bị ngất đi rồi mà, sao nhớ được? Để mình kể cho Tí Hon nghe nhé. Hai đêm trước, dân làng nghe tiếng la lớn khi sói lân la đến giếng làng để uống nước. Họ không dám đến gần sói nên gọi người thợ săn trong làng. Ông ta nổ 3 phát súng giết chết sói. Sau khi sói chết, trong bụng sói vẫn thấy chuyển động và có tiếng người. Dân làng mổ bụng sói và cứu được Tí Hon. Đã 2 hôm rồi sao? Nhưng Tí Hon bị sốt. Bác thợ săn đã giao Tí Hon cho cha con mình chăm sóc, vì hai cha con mình nói có quen với Tí Hon. Tí Hon hãy ăn nhiều vô. Tôi ra đồng hái qua tặng Tí Hon nữa nè. Bác thử sang một lát nữa sẽ đến để mang Tí Hon đi cùng với bác. Nhưng mà đi đâu vậy? Tôi không muốn đi. Tôi có thể ở lại nơi đây vài ngày không? Chúng tôi cũng muốn giữ Tí Hon ở lại, nhưng bác thợ săn nói là cậu là người nhà của bác ấy. Chú bé đã khỏe chưa? Chúng ta lên đường nha. Tôi không đi với ông đâu. Tôi muốn ở lại ngôi nhà dễ chịu với hai người tốt bụng này. Chú bé, hãy đi với ta. Hai cha con người này nghèo lắm, không giúp được cho ngươi đâu. Nếu ngươi thương họ, ngươi đi với ta. Ta sẽ chỉ cách để ngươi có thể mang tiền về cho họ. Tôi sẽ kiếm tiền bằng cách nào? Sao hả? Hai ông đã vào bên trong kho báu của gia đình quý tộc giàu có đó chưa? Có thật như lời đồn hay không? Thật khó quá. Chúng tôi chưa vào được. Người canh gác đông lắm, họ đi tuần tra suốt à. Chúng tôi đã chờ họ đi ăn cơm, nhưng mà loáng cái chúng đã trở về ngay. Phải có người mở cửa cho chúng ta từ bên trong, chứ chúng ta không có thời gian cài ổ khóa. Chậm trễ là chúng ta sẽ bị họ bắt ngay. À, tôi có cách rồi. Lúc nãy tôi cứu được một người Tí Hon bị chó sói nuốt vào bụng. Cậu ta bé xíu 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 à, chắc chắn sẽ leo được vào trong nhà mà không có ai nhìn thấy. Thiệt hả? Nó ở đâu? Bé như thế nào? Một người bé nhất thế giới luôn, bằng ngón tay cái của tôi thôi. Nhưng tiếng nói thì to lắm nghe, chắc chắn sẽ rất được việc cho chúng ta đó. Vậy là trời giúp chúng ta rồi. Ông mang nó theo chúng ta ngay đi. Không chịu. Ông hãy thả Tí Hon xuống ngay. Cô bé, hãy nghe lời tôi nói. Hãy để tôi đi. Tôi sẽ đi làm việc, tìm cách mang tiền về phụ giúp hai người. Vậy Tí Hon đi thật sao? Nghe nè, tôi không cần nhiều tiền đâu. Tôi chỉ muốn Tí Hon không gặp nguy hiểm. Nếu có chuyện gì không hay thì hãy trở về đây ngay nha. Đúng vậy, tôi phải đi. Tôi còn muốn biết thêm nhiều chuyện từ thế giới bên ngoài. Tôi hứa sẽ mang tiền về và ghé thăm cô bé. Tôi đi nhé. Xin tạm biệt những người tốt bụng. Cứu tinh của chúng ta tới rồi kìa. Thợ săn ơi, cứu tình của ngươi đâu? Cái cười làm ta giận quá. Hả? Người bé tí như vậy này ư? Ta là Tí Hon đây, đã từng giàu sinh ra tử. Ta không tin người bé tí thế kia mà giàu sinh ra tử cái gì. Ngươi nói ngươi giàu sinh ra tử ở đâu? Thì bao tử bò, bao tử dê, bụng chó sói, toàn những nơi nguy hiểm. Chỉ có ta tài giỏi mới vào được đấy. Các người to lớn kình cày thế kia sao mới vào được? Thành tích oanh liệt chưa kìa. Nè nhóc bé tí teo, giờ bọn ta cần ngươi chui vào một nơi ít nguy hiểm hơn, ngươi bằng lòng chứ? Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Các người muốn ta chui vào đâu
ta cần làm gì cho các ngươi? Ôi cháu, nhà này giàu quá. Phải chi ta có được một đồng để mang về cho hai cha con cô bé kia nhỉ? Thi Hòn, bây giờ ta phải đi đây, ngươi ở lại nha. Đó là cách mà ngươi trả ơn ta đã cứu mạng ngươi ra khỏi bụng sói đó. Nhưng ông ơi, tôi không muốn đi ăn trộm đâu. Thi Hòn, ngươi nhìn mà không thấy sao? Cả núi vàng nhiều thế kia, ta chỉ lấy một vài đồng tiền thì có ai biết và có tội lỗi gì đâu. Nào, bắt đầu nha. Hỡi thần dân, ta là vua đây, ta sẽ phân phát vàng cho các ngươi. Tỷ Hồn ơi, người mở khóa chưa? Chúng ta đẩy cửa vào nha. Hai ông nghe đây, tôi chuyển vàng ra, hai ông kênh mấy người lính gác đi tới nhé. Người có thấy cái gì khác lạ không? Hình như có con sâu hay con ong đang đậu trên lỗ khóa. Thôi, để tôi đi lấy ống dòm coi thử. Có vẻ như có một con sâu bé xíu. Ta đi thôi. Không thể chuyển ra cửa như này được, mấy người canh gác sẽ để ý. Ta tìm đường khác thôi. Hai ông ơi, giúp tôi mở cửa sổ nào. Tôi sẽ chuyển vàng ra từ đây nhé. Sao lại vậy? Báo động, báo động, có ăn trộm vào kho vàng. Kỳ lạ ghê không? Ổ khóa còn yên nguyên. Tôi đã đi qua đi lại nhiều lần nhưng mà không thấy có ai hết. Các chú ơi, tên đang trộm ở ngay đây nè. Mấy chú ơi, tìm thấy ăn trộm chưa? Đây là ma chứ trộm gì. Mọi người tìm một lần nữa rồi chuyển tiền vào kho trở lại nha. Cẩn thận đó. Chuyện gì vậy? Báo cáo, có một con ong chích vào chân tôi. Ôi, không biết gì bé còn trong đó không? Mày ngu quá. Thằng bé đó chúng ta phải bỏ tiền ra mua của tên thợ săn, không phải miễn phí đâu. Ta phải trở lại coi sao. Cẩn thận nha, lính canh đang tìm kiếm, sẽ thọc cổ chúng ta đó. Hai ông ơi, thật là công cốc. Người canh gác lại chuyển tiền vô kho trở lại rồi. Mấy người họ không tìm thấy tôi. Thôi tôi đi đây, tôi không giúp hai ông nữa. Thằng nhóc nhỏ hơn con thỏ kia, ngươi tưởng ngươi có thể bỏ đi dễ dàng trong khi bọn tao chưa lấy được một đồng nào trong kho sao? Giờ tôi đã làm hết sức mình rồi mà. Một mình tôi chuyển tiền ra từ nhà kho, sao mấy ông không biết cách mang đi ngay mà để lính gác trông thấy tiền nằm ngoài sân hả? Mấy ông không được ý lớn mà ăn hiếp nhỏ. Nếu tôi không cần tiền biểu ơn dân thì tôi không giúp mấy ông đâu. Giờ thì các con chúng ta sẽ đói nữa rồi. Giờ thì các con của chúng ta sẽ đói nữa rồi. Thôi, mấy ông lưng nín đi giúp tôi. Các con của ông không thích các ông đi ăn trộm để mua thức ăn cho chúng đâu. Nhưng trước khi từ giã, tôi cũng có quà cho các ông nè. Hả? Quà? Quà gì? Quà bí mật. Các ông theo tôi, các ông không được bóc tôi trên tay nữa. Hãy bò theo tôi. Hả?
Đây là những đồng tiền mà tôi đã mạo hiểm lăn vào đây khi mấy người lính đang dọn dẹp vô kho. Hai ông cầm lấy và đi ngay đi. Hai ông chia đều nhé, mỗi ông được 4 đồng đó. 4 đồng hơi ít nhưng có còn hơn không. Cảm ơn ngươi. Những đồng tiền vàng chứ. Nhưng Tí Hòn, ngươi không lấy đồng nào sao? Có chứ, ta chỉ lấy một đồng này thôi. Ta sẽ tặng cho cô bé tốt bụng kia. Tạm biệt hai ông nhé. Dĩnh biệt gã ăn trộm đi nha. Ba ơi, con vừa trông thấy một ngôi sao rơi xuống ngay cửa sổ nhà mình. Sao rơi là sao ba? Có khách đến nhà chắc. Con vào ngủ đi, hôm nay Tí Hòn không có về kịp đâu. Tí Hòn hứa là sẽ mang quà về, nhưng con nghĩ Tí Hòn không có nhớ được về nhà mình đâu ba. Đúng rồi con, Tí Hòn chỉ mới đến có một lần thôi à, lại đêm tối thì làm sao mà nhớ được. Nhưng mà Tí Hòn thông minh lắm, ba nghĩ cậu bé sẽ có cách để tìm ra thôi. Còn bây giờ con phải đi ngủ trước đã. Quà không được hiếu trước khi Tí Hòn đến nha. Ta sẽ mang quà ra hiên sao để hứng sương. Hình như không phải nhà này. Ta không thấy có bình hoa đẹp lúc sáng bé gái để trên bàn. Đi nhà khác vậy. Hay ta để đồng vàng tạm ở đây, chị mang theo nặng quá. Tìm được nhà cô bé ta sẽ quay lại lấy. Này, ta cất người dưới bậc cửa. Quay ngoại ngơ yên đó, đừng đi đâu hết nhé. Ôi, thật đói bụng. Vậy như già quá. Ta đi lạc rồi. Ôi, mẹ ơi, bà Thiên ơi, cô bé ơi. Kiếm ơi kiếm, già ta nói nếu lạc đường thì sẽ chỉ đường cho ta về nhà. Mà sao kiếm làm tin vậy? Kiếm không biết đường về nhà mình hả? Sao? Ta nghe mùi thơm quá. Chắc cô bé ngạc nhiên lắm đây. Bé ơi, Tí Hòn về rồi đây nè. Trời ơi, một con chuột biết mặc quần áo sao? Chào bà, tôi không phải chuột, tôi là người đây. Tôi tên là Tí Hòn. Người nói người là người? Ôi không phải, một con quái vật nhỏ thì đúng hơn. Người làm cách nào mà vào nhà của ta? Người làm hư hết bánh của ta rồi, hãy đền cho ta đi. Giờ ta phải làm sao với người đây? Tên chuột Tí Hòn. Ôi, ta chết mất, chết mất. Ra xem nè, Tí Hòn đã đến nhà mình rồi. Tí Hòn ơi, bạn đang ở đâu? Tí Hòn ơi. Bà ơi, tôi không phải chuột nhắt đâu, tôi là họa sĩ đấy. Bà thấy đám bụi của bà đẹp không? Bà thấy chưa, một đám bụi màu hồng. Nè, nè, đủ màu thành cầu vồng nè, lông lanh chưa? À, không cầu vồng, cầu thang gì hết. À, ta giao hẹn cho ngươi, đến sáng ngày mai ngươi phải làm sao cho ta có bánh để bán. Nếu không, ta sẽ kêu lính đến bắt ngươi vì tội chui vào nhà trái phép rồi làm hỏng đồ đạc quý giá của ta. Nhớ nha, ta đi công việc đi. Bà chủ này dữ thật, ta đâu có biết làm bánh. Giờ phải làm sao? Phải vì có mẹ
hay bé gái ở cạnh vậy? Hả? Bé gái? Đồng tiền vàng? Thôi rồi, ta để ở nhà nào rồi? Giờ ta không biết đường đến đó nữa. Bé gái ơi, ta nhớ em biết mấy. Ta đã làm mất quà của em rồi. Ta thật có lỗi. Đến tên em là gì ta còn chưa biết nữa. Ôi bé con à, đừng có nghịch, sẽ hư bột đó. Chờ một chút, mẹ nhào bột xong á, cho vào lò mới có bánh cho con ăn được chứ. Làm bánh có khó không mẹ? Mẹ chỉ con làm với. Không khó con à. Nhưng mà làm bánh á thì cần bàn tay to lớn và cả sức khỏe nữa. Bàn tay con nhỏ xíu như vậy thì làm sao mà làm được. Gương mặt mẹ thơm tho quá. Con không thể làm bánh, nhưng con có thể biết cách làm bánh phải không mẹ? Mẹ chỉ cho con với. Dĩ nhiên rồi con yêu à. Con vẫn có thể trở thành một người thợ bánh giỏi. Coi mẹ làm nè. Mẹ ơi, xem kìa, đẹp quá. Ôi, thì ra là ta ngủ gục nằm mơ. Ta phải dậy làm việc đây. Nào, giờ hãy cố nhớ xem mẹ đã làm bánh như thế nào. Ai ăn bánh không? Bánh thơm ngon nóng hổi mới ra lò đây. Chúng ta đi lâu rồi nhưng không thấy Tí Hon. Con phải để ý nhìn xuống đất nghe, bởi vì Tí Hon nhỏ lắm, không dễ thấy đâu. Còn ba hãy để ý ở trên cao đi. Tí Hon nhỏ nhưng thích đứng trên đầu người lắm đó, không có chịu để người ta đạp phải đâu. Nè ngươi, ngươi biết làm bánh thật hả? Tôi làm thật mà. Bà ăn thử xem được không? Ta có thể đem bán được không? Cũng tạm được, nhưng mà bánh hơi cứng. Bánh này không thể bán ở tiệm của ta được. Ta phải mang ra chợ thôi. Ngươi chịu khó vác bánh theo ta ra chợ nha. Bà nói sao? Tôi vác bánh đi chợ? Bà nói tôi nhỏ hơn chuột nhắt mà. Tôi vác một cái còn không nổi, sao có thể vác cả túi bánh cho bà được? Thôi, trễ giờ quá rồi. Ngươi chui vào túi đi, ta vác cho. Ra đến chợ, ngươi phải ở trong túi, không được ra ngoài nha. Ta bán xong sẽ hỏi tụi ngươi. Hay quá, tôi sẽ nhân dịp này trốn luôn khỏi đây. Ba ơi, bây giờ con đói bụng, mình có thể dùng đồng tiền này mua bánh và thức ăn được không ba? Được chứ con, Tí Hon gửi tiền để chúng ta mua bánh mà. Nhưng nếu tiêu hết tiền, chúng ta có thể gặp lại Tí Hon không? Sao lại không? Tí Hon còn đến được nhà chúng ta để đồng tiền vàng lại mà. À, mà biết đâu á, hôm nay chúng ta sẽ gặp được. Chàng nghĩ Tí Hon chưa đi xa được đâu. Bà ơi, cháu muốn mua bánh. Một cái bánh bao nhiêu vậy bà? Mỗi cái một đồng xu đó cháu. Cháu mua đi. Ồ, đồng tiền vàng. Cái này có thể mua được 1000 chiếc bánh. Ở đâu cháu có đồng tiền đây? Cháu chỉ mua 2 chiếc thôi bà ơi. Vậy để bà đưa tiền thừa cho cháu. Nhiều lắm đó. Kìa, đồng tiền vàng trong kho báu. Ê bà kia, ở đâu ra vậy? Dùng này chỉ có ông chủ chúng tôi mới có những đồng tiền vàng này. Nè cháu, chạy đi mau. Chạy mau. Dạ. Hai chú Linh tốt bụng ơi, tiền vàng này của cô bé kia. Hai chú mau mau đuổi theo lối này đi. Tôi gặp được em lại phải chia lìa, tôi biết tìm em bằng cách nào bây giờ? Bà thật keo kiệt quá đấy. Bà cho tôi ăn chẳng no mà sai tôi làm nhiều việc quá. Vì bà tốt bụng với bé gái nên tôi chịu về nhà bà ở. Nhưng giờ thì tôi đi thôi. Người nhỏ xíu như vậy mà ăn còn nhiều hơn ta nữa.
tốn kém quá. Gửi đi đi, ta không nuôi nữa. Khoai ít, thịt cũng không có. Này bà hoàng hậu khoai, tạm biệt bà. Người chui vào làm sao thì chui ra y như vậy. Ôi chú bé, sao chú tí hon thế? Chào bà. Vâng, ba mẹ cháu đặt tên cháu là Tí Hon. Bà ơi, bà đói lắm có phải không? Trong nhà bà chủ có nhiều bánh mới nướng lắm. Bà hãy ngồi chờ ở dưới cửa sổ, cháu chui vào rồi truyền bánh ra cho bà nha. Nhà cháy rồi. Bà ơi, nhà bé bánh cháy rồi. Bà đứng đây rất nguy hiểm, bà đứng xa ra nha. Cháu sẽ chui vào đây nói cho bà chủ biết. Bà chủ ơi, bà chạy ra ngoài đi. Làng xóm ơi, ở đây già đang chơi. Phải đi cứu bà chủ trước đã. Bà chủ ngủ say quá, phải làm sao đây? Bà ơi, có cháy, chạy đi. Chuyện gì vậy? Ôi trời, nóng quá. Nhà bà bị cháy rồi, tôi phải đi dập lửa đây. Bà mở cửa chạy ra ngoài nhanh đi. Lửa cháy to quá, ta còn nhỏ hơn một que diêm so với đám lửa này. Mày có nước nên ta không sao. Tí Hon ơi, người ở đâu rồi? Tí Hon ơi, tôi ở đây, đừng lo cho tôi. Ta hãy chạy ra ngoài và kêu người đến giúp đi. Ôi, sao thế này? Ta còn thở quá, chết mất thôi. Tí Hon ơi, lửa tắt rồi, chữa cháy xong rồi, ngươi đang ở đâu? Bà nói làm sao? Tí Hon đã gặp bà ở cửa nhà tôi hả? Phải, vì tôi đói quá nên xin cậu ấy ít bánh. Cậu ấy định chui vào nhà bà lấy bánh thì nhà cháy. Nhưng bà thấy đó, giờ thì nhà của tôi bị cháy hết rồi, không có còn gì để ăn hết. Bà đi đi cho tôi nhờ. Bà không cần đuổi tôi, vì chú Tí Hon quá tốt nên tôi nán lại xem chú thế nào, chứ tôi không thèm ăn bánh của bà đâu. Tôi xin lỗi, tôi không có đuổi bà nữa, nhưng nhìn bà lôi thôi dơ bẩn quá. Bà ngồi đó đi, để tôi coi còn có gì tôi làm cho bà ăn. Người gì kỳ cục, nhà mới cháy xong mà vẫn kinh kiệu. À, có cục bột nhồi sẵn rồi nè, tôi chiên cho bà ăn nha. Sao nóng quá, ta đang ở đâu thế này? Hình như ta nghe mùi chiên thơm quá. Tí Hon, cháu chào bà. Bà ơi, có chuyện gì vậy? Bà ơi, bà đã no chưa ạ? Cảm ơn bà đã cứu cháu, nếu không cháu bị bà chủ vứt vào chảo dầu rồi. Cháu đừng giận bà ấy, bà ấy không cố ý, bà ấy cũng không phải là người xấu, chỉ hơi bủn xỉn chút thôi. Vâng, cháu biết bà ấy không xấu, nhưng bà ơi, sao người ta có thể lúc tốt lúc xấu hả bà? Ai cũng thế mà cháu. Cháu cũng có lúc tốt, lúc chưa tốt đấy thôi. Cháu đã từng đi ăn trộm mấy phen, phải không? Sao bà biết? Bà gặp cháu lần đầu mà. Ta biết hết. Ta còn biết ngôi nhà này sẽ cháy nên ta đến gặp cháu đó. À, giờ cháu hãy nói cho ta điều gì cháu mong muốn nhất, ta có thể giúp cháu. Giờ cháu muốn về nhà với ba mẹ nhất, nhưng cháu không biết đường. Ồ, cháu đi khỏi nhà chưa bao lâu đã muốn về rồi sao? Tại sao vậy? Bà biết không, cháu rất nhớ ba mẹ. Với lại, cuộc sống ở bên ngoài tuy có thể khám phá thế giới, nhưng gặp toàn chuyện nguy hiểm đối với một đứa trẻ như cháu, có thể toi đời bất cứ lúc nào đó bà. Không sao đâu cháu, hãy mạnh dạn lên. Cháu thấy đó, thoát qua hiểm nguy, cháu cũng rèn luyện bản thân mình tốt hơn rất nhiều. Thế gian này,
có mấy ai được chui vào bụng bò với bao tử dê và cả chó sói như cháu. Cháu nên nhớ là cháu còn cây kiếm thần nha. Khi nào đến thời điểm cháu có thể về nhà, kiếm đó sẽ chỉ đường cho cháu. Thôi, ta đi đây. À, bà Tiên, là bà Tiên. Bà chủ ngủ cho đã giấc nhé. Khi hết mệt mỏi sẽ tiếp tục làm bánh ngon. Giờ tôi đi đây. Tôi chỉ mang theo mỗi chiếc bánh này thôi đấy nhé. Vô, xin mời. Xin mời cô vô. Thôi, mệt, nóng, giờ buồn ngủ quá. Giờ ta phải đi đâu, làm gì nữa đây? Ước gì ta có chỗ đi ngủ nhỉ? Giày gì nhìn như miệng giếng ấy vậy? Đôi giày này chắc vừa chân của ba mình. Thôi kệ, ta chui vô đây ngủ tí đã. Ôi, trong này ấm quá. Cả tay. Chiếc giày này cứng quá, ta cố gắng làm xong trước khi trời sáng nha. À, hôm nay ngươi thấy cửa hàng có khách không? Khách chẳng lắm, vì ông chủ làm chậm, không kịp giao hàng. Cả đống giày hỏng này một mình ông chủ làm thì biết bao giờ mới xong. Thôi, chúng ta cố lên. Chồng ngươi. Ôi trời, ngươi cũng như chúng ta hả? Ngạc nhiên chưa? Ngươi từ đâu tới? Kiểu gì chúng ta cũng làm bạn với nhau đi. Ta tên Jack, còn bạn này là Don. Còn ngươi? Chào các bậc thầy giày dép. Tôi là Bertie. Tên này gọi chúng ta là chuyên gia giày dép thì đúng ghê. Ngươi nhập bọn với ta đi, rồi ta truyền nghề cho. Tôi bị rơi cho một chiếc giày ở ngoài chợ, rồi không hiểu sao lại ở đây. Hai anh thì thế nào? Chúng ta cũng vậy, ngủ gục trong mấy đôi giày. Bác thợ vô tình gom giày đây. May cho bác, chúng ta biết nghề giày nên ở đây giúp bác, chứ một mình bác làm hổng xuể. Bây giờ chúng ta kết nghĩa anh em với nhau chứ. Ừ. Kỳ lạ thật, sao lại như vậy? Giống như thế có ai làm giúp mình vậy đó. Chào ông, tôi mang thêm hai đôi nữa đến nhờ ông sửa đây. Vợ tôi khen dạo này ông làm nhanh và kỹ quá. À, được, nhưng mà khoảng 7 ngày tôi mới làm xong đó nghe ông. Ông cố gắng giúp cho sớm nha, tôi năn nỉ ông đó. Sắp tới hội làng mà cả nhà chúng tôi không có tiền mua giày mới. Thiệt là khó quá đi, ta còn phải đến bệnh viện chăm vợ của ta đang ốm nữa. Biết làm sao cho kịp đây. Các bạn ăn nhanh lên để còn làm việc nha, kẻo ông chủ về trông thấy. Chúng ta cố giúp ông chủ nghèo, giờ ông ấy đang bệnh. Lúc sáng tôi thấy khách đến la mắng ông chủ ấy vì chậm trễ, thật tội nghiệp ông ấy. Anh vừa làm vừa chỉ dẫn em với. Em làm không đẹp như các anh rồi lại hư giày, khách bắt đền tội nghiệp ông chủ. Ngươi nói nhỏ thôi, xem kỹ ông chủ đã ngủ chưa. Ông ấy là mệt quá nên ngủ rồi, yên tâm. Ý trời ơi, ai đó? Các chú làm gì ở trong nhà của ta vậy? Các chú là ai? Sao hả? Nói cho ta nghe,
Các chú từ đâu tới? Chúng tôi là cư dân của làng Tí Hon. Thì ra là các chú tốt bụng. Ta cảm ơn các chú rất nhiều vì đã mai dài giùm cho ta. Sao hả? Cháo lúa mạch của ta có ngon không vậy? Dạ, dạ ngon lắm ạ.